Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 126, ta thật sự rất nghèo. Thấy viên đan dược này, Khương Cửu khẽ biến sắc, đan phá không. Diệp Huyên vẫn nhìn chăm chú hình ảnh trên vách thủy tinh. Trên sân khấu, Từ Thanh mỉm cười giới thiệu, đan phá không, có 80% giúp người sử dụng tăng từ ngự khí cảnh lên lăng không cảnh. Loại đan dược này rất khó tìm được trong địa giới Khương Quốc. Giá khởi điểm 100 vạn kim tệ. Mỗi lần kêu giá không thấp hơn 20 vạn kim tệ. Trong phòng bao, Diệp Huyên nghe thấy con số này mà hai tay run run. 100 vạn kim tệ. Ánh mắt Diệp Huyên tràn ngập sự khó tin, nên nhớ khi hắn còn ở Thanh Thành, thu nhập một năm của cả thành e rằng còn không đến 100 vạn kim tệ đâu. Mà bây giờ, một viên đan dược nho nhỏ đã có giá khởi điểm 100 vạn kim tệ. Từ khi nào mà kim tệ đã trở nên mất giá như thế? Bên cạnh Diệp Huyên, Khương Cửu lạnh lùng lên tiếng, chỉ mới thế này mà đã khiến người phải hoảng hốt vậy sao? Diệp Huyên khẽ gật đầu trả lời, quả thực rất hoảng hốt. Khương Cửu lắc đầu cười khẽ, ngươi có biết, phần lớn tài phú trên đời này thường nằm trong tay một số ít người thôi không? Nói một cách đơn giản, người nghèo rất nghèo, người giàu rất giàu. Diệp Huyên sờ sờ túi tiền bên hông, lắc đầu ta quả thực rất nghèo. Khóe miệng Cửu công chúa hơi cong lên thành một nụ cười xinh đẹp. Chẳng mấy chốc, viên đan dược đã được người ta mua với giá 360 vạn. 360 vạn. Diệp Huyên cười khổ, thật sự là, cái nghèo đã hạn chế đầu óc của mình. Đúng lúc này, một nữ tử ôm một cái hộp gỗ đi lên sân khấu. Từ Thanh mở hộp ra, là một thanh đoản đao, lưỡi đao cực mỏng, chuôi đao đen bóng, trên đó khắc một con thủ ảnh không biết tên. Trên đài, Từ Thanh cười giới thiệu, đạo tên Kinh Ảnh, là linh khí cực phẩm. Xét trong giới linh khí, nước khác thì không dám nói chứ trong Khương Quốc này, đạo này chỉ đứng sau thanh kim đạo của Cửu Điện Hạ nước ta thôi. Giá khởi điểm là 200 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 30 vạn. 200 vạn kim tệ. Trong phòng, Diệp Huyên ngẩn ngơ cả người, sau đó quay sang nhìn Khương Cửu. Khương Cửu nâng ly trà lên trước mặt khẽ nhấp môi, chẳng nói gì. Diệp Huyên nhìn thanh kim đạo giấu sau hông, cười khổ nói quá trân quý. Khương Cửu vẫn không nói gì. Diệp Huyên do dự một lát lại lên tiếng cảm ơn. Khương Cửu quay sang nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi còn đòi trả, ta nhất định sẽ đánh cho ngươi đến mức không tự lo sinh hoạt cá nhân được. Diệp Huyên nhếch miệng cười, trong lòng rất vui. Khương Cửu lắc đầu, tên ngốc nhà ngươi. Chẳng mấy chốc thanh đạo trên sân khấu đã được người ta mua với giá 500 vạn kim tệ. 500 vạn. Khi nghe cái giá này, Diệp Huyên cảm thấy tim mình đập cực nhanh. 500 vạn đó. Hắn nhìn không được mà lại nhìn thanh kim đạo bên hông mình. Có nên bán nó không nhỉ? Dường như đọc được suy nghĩ của hắn, Khương Cửu lại nói, nếu ngươi dám bán nó, ta nhất định sẽ cắt nơi nào đó trên người ngươi, cho ngươi tiến cung làm thái giám. Diệp Huyên. Đúng lúc này, trên sân khấu, Từ Thanh nhìn lướt qua bốn phía, mỉm cười nói, chư vị. Sau đây sẽ là thứ thú vị nhất. Từ Thanh vừa dứt lời, liền có một nữ tử ôm một cái hộp bằng thép đen đi lên sân khấu. Từ Thanh mở hộp, trong đó là một quyển trục màu đen. Từ Thanh cười nói, võ ký thượng phẩm cấp địa tịch diệt chỉ. Võ ký thượng phẩm cấp địa hàng thật giả thật, nếu cường giả lăng không cảnh tập được, thì dựa vào võ ký này có thể dễ dàng đối đầu với cường giả thông u cảnh. Nếu cường giả thông u cảnh tập được, tuy không dám nói là vô địch trong cùng cấp nhưng cũng chẳng có mấy ai xứng là đối thủ. Còn nếu cường giả phía trên thông u cảnh tập được, có võ kỹ này bên thân, thực lực sẽ tăng ít nhất 4 phần. Nói xong, nàng ta nhìn lướt qua bốn phía, lại nói, không nói nhiều nữa. Cuốn võ kỹ này giá khởi điểm 1.500 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 200 vạn kim tệ. 2.000 vạn. Từ Thanh vừa dứt lời liền có người ra giá. Trong phòng, Diệp Huyên nghe được cái giá này mà chết sững tại chỗ. 2.000 vạn, ôi trời, tận 2.000 vạn sao? Không đúng, bây giờ đã có người nâng lên 3.000 vạn rồi. Khương Cửu Cửu liếc nhìn Diệp Huyên đang kích động bên cạnh, khẽ nói, bây giờ người đã biết mình ném cho ta thứ đồ có giá trị khủng bố cỡ nào rồi chứ? Diệp Huyên quay sang nhìn Khương Cửu, nhếch miệng cười một cái, rồi giơ kim đao trong tay lên, có chân quý cũng không bằng tình hữu nghị giữa chúng ta. Không phải sao? Hắn không nói láo, trong lòng hắn, dù là tình bạn hay tình thân đều không thể dùng tiền tài để đong đếm. Lừa đảo.
Khương Cửu thu lại ánh mắt, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên. Lúc này, giữa sân đã ra giả 4.600 vạn. Đúng lúc này, một âm thanh không hài hòa đột nhiên vang lên khắp từng ngóc ngách của Túy Tiên Lâu, một kim tệ. Ta muốn môn võ kỹ này. Trong dạp, mấy đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Khương Cửu và Diệp Huyền như quỷ mị, sắc mặt ai nấy đều có vẻ rất đề phòng. Khương Cửu nhíu mày, thật sự có người dám tìm đến Túy Tiên Lâu gây chuyện. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền, chạy. Chạy. Sau một khắc ngẩn ngơ, Diệp Huyền kéo Khương Cửu xoay người bỏ chạy. Chương 127, người có thể đánh cho nó dừng lại không? Chạy. Câu nói này chính là của cô gái bí ẩn đã lâu chưa xuất hiện. Đối với lời nói của nàng ta, Diệp Huyền lựa chọn tin tưởng không chút hoài nghi. Thấy Diệp Huyền kéo Khương Cửu bỏ chạy, đám thị vệ của nàng ấy đều sửng sốt nhưng ngay lập tức ngăn trước mặt hắn theo bản năng. Diệp Huyền nhìn Khương Cửu. Khương Cửu nhìn bọn họ rồi hạ lệnh, rút lui. Lời của nàng ấy vừa dứt, cả đoàn người lập tức rút khỏi Túy Tiên Lâu với tốc độ cực nhanh. Đúng vào thời khắc bọn họ rút khỏi Túy Tiên Lâu, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên trút xuống từ trên mái nhà Túy Tiên Lâu. Oanh! Chỉ trong chớp mắt, Túy Tiên Lâu đã nổ tung. Từ trong đó, có mấy bóng người lao ra trong những tiếng kêu thảm thiết. Thấy cảnh tượng này, đám người Diệp Huyền và Khương Cửu nhanh chóng lùi lại liên tục. Ánh mắt hai người đều vô cùng ngưng trọng. Đúng lúc này, một người áo đen đột nhiên lóe ra từ trong đống phế tích của Túy Tiên Lâu, trong tay y là cuốn võ kỹ thượng phẩm cấp địa kia. Ngay lúc người áo đen này muốn rời đi, đột nhiên, có một tiếng hét phẫn nộ vang lên ở phía xa, làm càn. Tiếng hét vừa dứt, một luồng áp lực vô hình từ trên trời đột nhiên giáng xuống người áo đen kia. Ngay lúc đó, bàn tay phải của người áo đen xòe ra, một tia chớp đột nhiên bắn ra từ bàn tay y. Ầm! Cả chân trời vang lên tiếng nổ đinh tai, ngay sau đó, tia chớp kia lóe lên, chiếu rọi khắp cả màn trời đêm khiến nó sáng rực như ban ngày. Thần hợp cảnh. Lúc này, một lão già xuất hiện trước mặt người áo đen kia. Lão già nhìn y chầm chầm, hỏi các hạ là người phương nào? Vì sao lại xâm phạm Túy Tiên Lâu ta? Túy Tiên Lâu, khặc khặc. Người áo đen đột nhiên bật cười, hỏi lại, rất đáng gờm sao? Giọng nói y rất quái dị. Rõ ràng y dùng giọng giả để che giấu thân phận. Lão già kia đang muốn nói gì đó, đột nhiên người áo đen nâng tay phải lên, ép xuống. Ầm! Một tia chớp giáng xuống đầu lão già áo đen. Lão già biến sắc, hai tay chỉ mạnh lên trời, một luồng sức mạnh bắn ra từ trong lòng bàn tay của lão, nhưng chỉ vừa mới tiếp xúc với tia chớp kia thì nó đã vỡ vụn. Ngay sau đó, ầm! Lão già rơi mạnh xuống từ trên không trung. Thân thể lún sâu vào lòng đất. Trên không trung, người áo đen không tiếp tục ra tay nữa mà thân hình hơi lóe lên, lao về nơi xa, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Dưới đất, lão già bò ra khỏi đống đổ nát, nhìn chằm chằm phía chân trời. Tay phải lão bóp nát một tảng đá lớn bằng ngón tay cái. Tảng đá khẽ run lên rồi hóa thành một sợi khói trắng, biến mất trong không trung. Hiển nhiên, lão đang gọi người. Chỉ chốc lát sau, phía chân trời xa xôi vọng lại tiếng đánh nhau. Rõ ràng, cường giả Túy Tiên Lâu đã đến. Một cô gái chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyền và Cửu công chúa. Nàng ta chính là Từ Thanh trong buổi bán đấu giá vừa rồi. Từ Thanh thi lễ với Cửu công chúa, mở lời, Cửu điện hạ, thật có lỗi, Túy Tiên Lâu sẽ đi tìm vật phẩm về, xin điện hạ cho Túy Tiên Lâu một chút thời gian. Cửu công chúa nhìn thoáng qua chân trời, khẽ gật đầu trả lời, 5 ngày sau ta sẽ tới Túy Tiên Lâu. Nói xong, nàng ấy và Diệp Huyền liền xoay người rời đi. Vừa đi được một lát, đột nhiên giọng nói của cô gái bí ẩn vang lên trong đầu Diệp Huyền, đuổi theo. Đuổi theo. Diệp Huyền ngẩn tò te. Nhanh lên. Giọng nói của nàng ta lại vang lên lần nữa, trên người kẻ vừa rồi có khí tức đạo tắc. Khí tức đạo tắc. Trong lòng Diệp Huyền run lên, tiền bối. Vì sao người không nói sớm? Nếu ta đuổi từ nãy có phải hơn không? Cô gái bí ẩn nhàn nhạt nói, người kia vừa chạy ngươi liền đuổi theo ngay, có phải người muốn chết không? Diệp Huyền. Sao vậy? Khương Cửu đứng bên cạnh Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Diệp Huyền không nghĩ linh tinh nữa, quay sang nói với Khương Cửu, ta có chút việc gấp phải làm. Cô về trước đi. Dứt lời, hắn xoay người bỏ chạy. Khương Cửu cau mày, sau một thoáng yên lặng, nàng ấy nhìn sang lão già bên cạnh, đuổi theo hắn.
Đừng để hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lão già khẽ gật đầu, thân hình hơi nhoáng lên rồi biến mất. Nhưng không bao lâu sau, lão già đã quay lại bên cạnh Khương Cửu báo cáo, sắc mặt khá khó xử, điện hạ. Mất dấu. Khương Cửu đang nhắm hai mắt lại, làm sao có thể. Lão già trầm giọng đáp, thuộc hạ không biết, hoàn toàn không phát hiện ra khí tức của hắn, như đã biến mất khỏi thế gian. Nghe vậy, Khương Cửu nhìn xa xăm một lát rồi tự lẩm bẩm, tên nhóc này. Rất thần bí. Ngoài lưỡng giới thành, Diệp Huyên phi như bay, chẳng mấy chốc hắn đã tiến vào trong núi sâu mênh mông, mà vừa vào sâu trong núi hắn đã nghe được có tiếng đánh nhau từ sâu trong dãy núi vọng ra. Dừng lại. Giọng nói của cô gái bí ẩn lại vang lên. Diệp Huyên vội vàng dừng lại, hỏi tiền bối. Cô gái bí ẩn nói, chờ bọn họ đánh xong đã. Diệp Huyên tìm một chỗ kín đảo ngồi xuống, sau đó trầm giọng hỏi, tiền bối, rốt cuộc đảo tắc là cái gì? Cô gái bí ẩn nói, sau này ngươi sẽ biết. Diệp Huyên khẽ gật đầu, lại nói, tiền bối, tên ở tầng thứ hai đã tỉnh. Ta biết, cô gái bí ẩn đáp. Diệp Huyên vội vàng nói, ngươi có thể đánh cho nó dừng lại không? Chát! Diệp Huyên bay thẳng ra ngoài, trọn vẹn mấy chục trượng, dọc đường còn kịp đụng gãy hai cái cây. Khi hắn đứng dậy, trên má phải lại có thêm một dấu chân hồng hồng. Chương 128, ngươi rõ là thích ăn đòn. Cô gái bí ẩn đột nhiên nói, ngươi rõ là thích ăn đòn. Diệp Huyên. Cô gái bí ẩn lại nói, trước mắt, đừng có quan tâm đến cái tên ở tầng thứ hai nữa, bây giờ việc cấp bách của ngươi là phải nhanh chóng lấy được đạo tắc. Lúc trước tòa tháp này đã bị thương tổn quá nặng, nếu không có đạo tắc, ta sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Diệp Huyên vuốt vuốt má phải, nhẹ gật đầu ta biết. Chỉ có điều, cái tên ở tầng thứ hai này. Yên tâm, nó không dám giết ngươi đâu. Cô gái bí ẩn giải thích, hiện giờ ngươi là chủ tháp, một khi ngươi chết, cả tòa tháp sẽ rơi vào trạng thái vô chủ, đến khi ấy nó sẽ phải đối mặt với chính tòa tháp này. Tuy rằng tòa tháp này không có đạo tắc nhưng bản năng phản kháng của tòa tháp cũng không phải thứ cái tên kia có thể đối mặt được. Nhưng có ngươi ở đây, tòa tháp này sẽ không làm loạn. Cho nên, trước khi nó ra ngoài được, chúng nó sẽ không để ngươi chết đâu. Diệp Huyên không biết nói gì cho phải. Có hắn ở đây, tòa tháp này lại không có uy hiếp gì. Đây là cái quỷ gì vậy chứ? Đúng lúc này, từ dãy núi phía xa xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ động trời. Ngay sau đó, vô số tia chớp ngoằn ngoèo tán loạn như đàn rắn bạc trên bầu trời. Thấy cảnh tượng này, Diệp Huyên nheo mắt, tiền bối, tên kia. Cũng mạnh quá, ta cứ đuổi theo như vậy liệu, có nguy hiểm đến tính mạng không? Cô gái bí ẩn nhàn nhạt nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Diệp Huyên. Phía chân trời nơi xa vẫn có tiếng nổ ầm ầm vang lên, không chỉ thế, Diệp Huyên còn phát hiện, cả vùng cây cối xung quanh cũng đã bắt đầu rung động. Đây là cường giả ở mức độ nào đây? Sắc mặt Diệp Huyên vô cùng ngưng trọng. Đúng lúc này, phía chân trời xa xa đột nhiên yên tĩnh lại. Tiếng nói của cô gái bí ẩn lại vang lên, đuổi theo. Diệp Huyên nhanh chóng lao đi không chút do dự. Càng đi hắn càng kinh ngạc khi phát hiện vô số cây cối dọc đường đã biến thành một màu đen thui, không chỉ vậy, cả mặt đất cũng rách toạc như vừa trải qua một trận địa chấn. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Diệp Huyên có hơi hoảng loạn. Không nghi ngờ gì nữa, thực lực của hắn chắc chắn không thể đấu lại người áo đen kia. Có ta ở đây, ngươi hoảng cái gì, cô gái bí ẩn đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Diệp Huyên vội vàng lên tiếng đầy nghiêm túc, có câu nói này của tiền bối, dù có bảo ta một mình thách đấu cả túy tiên lâu ta cũng không hoảng. Nói xong, hắn tăng tốc chạy nhanh hơn. Chẳng mấy chốc hắn đã tới một sườn núi nhỏ, một bên khác của sườn núi này đã bị đánh nát, thi thoảng còn có mấy dòng điện quấy loạn dưới mặt đất. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, vì sao người áo đen kia mạnh như vậy rồi mà vẫn muốn cướp võ ký cấp địa? Cô gái bí ẩn nói, chỉ có trong tay người áo đen kia thì cuốn võ ký ấy mới có thể phát huy ra hết uy lực thực sự của mình. Mà một khi có được cuốn võ ký kia, thực lực của người áo đen có thể tăng lên ít nhất 3 đến 4 phần. Nàng ấy dừng lại một chút lại nói tiếp, rẽ sang phải đi. Khoảng mấy trăm trượng nữa sẽ có một thác nước. Diệp Huyên nghe vậy bèn nhanh chóng chạy về phía phải. Chẳng mấy chốc đã tới một thác nước. Khi tới đây, Diệp Huyên ngây ngẩn cả người. Đây chính là thác nước mà cách đây không lâu hắn và Khương Cửu đã từng ẩn nấp. Diệp Huyên đi tới chỗ cái hố nhỏ trong thác nước kia, quả nhiên có một người nằm trong đó, chính là người áo đen kia.
Diệp Huyên trầm giọng hỏi, tiền bối, đạo tắc nằm trên thân kẻ này ư? Cô gái bí ẩn nói, không có. Diệp Huyên. Cô gái bí ẩn lại nói, trên người kẻ này có khí tức của đạo tắc, nói cách khác, chắc chắn hắn ta đã tiếp cận được một mặt nhỏ nào đó của đạo tắc. Diệp Huyên trầm giọng nói, hiện giờ hình như hắn ta đang hôn mê. Hay chờ hắn ta tỉnh lại rồi nói tiếp, cũng không được, tên này mà tỉnh lại có lẽ ta sẽ bị đánh chết mất. Cô gái bí ẩn đột nhiên nói, tên trước mắt ngươi không bị hôn mê. Diệp Huyên. Đúng lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên bao phủ lấy Diệp Huyên. Toàn thân hắn như bị núi lớn đè ép, không thể động đậy. Diệp Huyên vội vàng gọi, tiền bối, mau ra tay. Nhưng cô gái bí ẩn chẳng nói gì. Sắc mặt Diệp Huyên tái mét, tiền bối, người đừng lừa ta chứ. Cô gái bí ẩn vẫn không nói gì. Đúng lúc này, người áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Lúc này người áo đen đã bỏ mặt nạ, bộ trường bào màu đen cũng nát tươm, nhờ vậy nên Diệp Huyên nhận rõ được diện mạo của đối phương. Khi thấy được diện mạo của người này, Diệp Huyên ngẩn tò te. Một cô gái. Người mặc áo đen trước mắt hắn đây lại là một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hai mắt to tròn, tĩnh lặng mà băng lãnh, khuôn mặt hồng hào như một pho ngọc óng ánh khiến cho người ta mơ màng. Ngũ quan nàng ta phối hợp với nhau vô cùng hài hòa, đẹp đến mức khó mà miêu tả nổi. Đặc biệt là một đôi bồng đảo cực đại kia, thực sự quá lớn, nhưng lại không mất cân đối, bởi vì thân hình nàng ta rất linh lung. Đây là một nữ tử khiến cho nam nhân chỉ nhìn một cái thôi đã nhiệt huyết sôi trào. Nhưng lúc này, nhiệt huyết của Diệp Huyên không cách nào sôi trào lên nổi, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Cô gái kia nhìn Diệp Huyên chằm chằm, hỏi, ngươi là ai? Diệp Huyên nghĩ nghĩ một lát rồi hỏi lại, xem như ta chưa từng tới đây, được không? Cô gái nhìn Diệp Huyên một lúc lâu, thời gian dần dần trôi qua, sắc mặt nàng ta cũng dần ngưng trọng hơn. Bởi vì Diệp Huyên đang ở ngay trước mắt nàng ta đây nhưng nàng ta lại không cảm nhận được khí tức của hắn. Hiển nhiên, đây là nhờ cô gái bí ẩn. Đúng lúc này, đột nhiên cô gái quay đầu nhìn ra ngoài thác nước. Một lão già vừa đáp xuống một gốc cây phía xa xa. Cô gái biến sắc, trong thoáng chốc, nàng ta vọt tới trước mặt Diệp Huyên rồi cứ như thế dán lên người hắn. Toàn thân Diệp Huyên cứng ngắc tại chỗ. Mà bên ngoài, lão già nhìn lướt qua bốn phía. Thoáng nhìn vị trí của thác nước, dùng thần thức quét bốn phía thác nước rồi quay người biến mất phía xa xa. Trong cái hố nhỏ, cô gái nhìn Diệp Huyên gần trong gang tấc, cõng ta xuống nước, trong giọng nói còn lẫn một tia sát ý. Diệp Huyên trầm mặc, nhưng trong lòng thầm kêu rên tiền bối. Cứu mạng đi! Cô gái bí ẩn không trả lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 129, người nhẫn tâm nhìn nàng ta bắt nạt ta vậy ư? Đêm khuya, ánh trăng bàng bạc soi nghiêng rát một quầng sáng mỏng manh lên mặt đất. Diệp Huyên khoanh chân ngồi trong hố nhỏ phía sau thác nước, đối diện cô gái áo đen. Không gian trong hố rất hẹp nên hai người tựa vào nhau rất gần, gần đến mức hắn có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng từ cô gái. Điều trái khoáy là hắn không có tâm trạng thưởng thức mà chỉ muốn trốn càng xa càng tốt thôi. Tiếc rằng hắn không có cơ hội ấy. Cô gái kia tuy đang bị thương nghiêm trọng nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của nàng ta, đành ẩn nhẫn tìm thời cơ khác. Về phần cô gái bí ẩn, hắn cũng không ôm hy vọng gì. Đúng lúc ấy, cô gái áo đen bỗng đứng dậy, cõng ta đi. Diệp Huyên liếc xuống chân nàng ta mới phát hiện có một vũng máu đang đọng lại, lập tức biết ngay nàng ta đang bị thương nặng ở nơi đó. Một ý tưởng nảy lên trong đầu hắn. Muốn chạy à? Cô gái áo đen nhếch mép, ngươi thử xem. Diệp Huyên liếc xéo nàng ta một cái, cuối cùng lấy chênh lệch cảnh giới giữa bản thân và nàng ta mà quyết định không chạy nữa. Chênh lệch về cảnh giới là thứ mà không gì có thể bù đắp được. Thấy hắn đưa lưng ra, cô gái áo đen không chút e dè mà ngả người lên. Lớn quá! Đó là cảm nhận của Diệp Huyên vào lúc ấy. Trước kia hắn chỉ mới nhìn thấy đôi gò bồng đảo của nữ giới, bây giờ tiếp xúc rồi mới phát hiện còn lớn hơn những gì hắn thấy. Cảm giác thứ hai là mềm quá. Mềm mại, êm ái, khiến hắn không khỏi liên tưởng đến bốn chữ Nguyễn Ngọc Ôn Hương. Hắn không dám nghĩ nhiều nữa, vội vàng cõng cô gái nhảy ra từ dưới thác nước rồi chạy theo chỉ dẫn của nàng đi. Cô gái áo đen quan sát chàng trai trẻ đang cõng mình với ánh mắt hờ hững xen lẫn mấy phần nghi hoặc.
Nàng ta vẫn chưa rõ vì sao lại không thể cảm nhận được khí tức của Diệp Huyên dù hắn đang đứng ngay trước mắt và nàng ta cao hơn hắn đến mấy cảnh giới, một khoảng cách không gì có thể san bằng nổi. Nhưng cho dù vậy, nàng ta vẫn không thể cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Huyên. Bản thân Diệp Huyên cũng không biết nhờ câu hỏi chưa có lời giải này mà cô gái áo đen mới chưa ra tay giết hắn. Mà cô gái thần bí hứa hẹn nhiều vào, rốt cuộc không xuất hiện vào lúc mấu chốt, khiến tính mạng hắn hoàn toàn nằm trong tay cô gái áo đen này. Hắn tức. Nhưng tức thì tức, hắn vẫn không dám hé răng chọc vị đại lão này. Diệp Huyên cứ thế cõng cô gái áo đen chạy về phía biên giới Ninh Quốc. Hắn có hiểu biết chút ít về quốc gia này. Nó và Đường Quốc là hai quốc gia nằm gần Khương Quốc. Hiện nay hai bên Khương Đường không ngừng xung đột, còn Ninh Quốc thì không giao hảo với bất kỳ bên nào, giống như đang xem chai cỏ đánh nhau. Lý do Đường Quốc và Khương Quốc đến bây giờ vẫn chưa chính thức khai chiến có một phần là vì kiêng kỵ Ninh Quốc. Một khi Ninh Quốc còn đây, hai nước kia không dám tùy tiện phát động chiến tranh. Khoảng nửa tiếng sau, cô gái lên tiếng, dừng. Diệp Huyên vừa đứng lại đã nghe tiếng gió rít lên, cảm nhận được hai luồng uy áp xuất hiện trên cao, mà hắn không phải là đối thủ của bất kỳ bên nào. Trong khi hắn nghiêm mặt, cô gái áo đen chỉ cười mỉa, khá khen cho Túy Tiên Lâu, không ngờ lại có tận hai vị cường giả thần hợp cảnh xuất hiện. Diệp Huyên thấp giọng hỏi, tiền bối, hay là chúng ta đầu hàng? Có thẻ tím trong tay, đầu hàng cũng không thành vấn đề. Đầu hàng ư? Cô gái áo đen bị những lời này của hắn chọc cười, đưa đầu ra hàng sao? Diệp Huyên. Nàng ta vỗ nhẹ lên đầu hắn, đi tiếp đi. Diệp Huyên hết cách, đành tiếp tục chạy về trước. Trong quá trình chạy, cơ thể hắn khó tránh khỏi xảy ra va chạm với cô gái kia. Cảm giác là lạ truyền đến từ sau lưng khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng hắn cũng không dám nghĩ nhiều, dù sao thực lực của người nằm trên lưng hơn xa hắn. Trải qua một đêm, Diệp Huyên và cô gái áo đen đã rời khỏi núi Lưỡng Giới, chỉ còn cách biên giới Ninh Quốc chưa đến một ngày đi đường nữa. Khi đi ngang một bờ sông, nàng ta bỗng lên tiếng dừng. Diệp Huyên làm theo. Cô gái chỉ sang bờ bên kia, cõng ta qua. Diệp Huyên nghe lời. Qua sông rồi, hắn thả nàng ta ngồi xuống một tảng đá ven bờ rồi tránh sang một bên, hai mắt đảo qua đảo lại. Muốn trốn ư? Cô gái áo đen liếc hắn, ta có thể tùy ý đánh gục ngươi trong vòng 50 thước, không tin cứ thử xem. Diệp Huyên ngoài miệng im lặng, trong lòng lại rên lên, tiền bối à, người nhẫn tâm nhìn nàng ta bắt nạt ta vậy ư? Ra đánh nàng ta đi chứ. Cô gái bí ẩn vẫn lặng im. Diệp Huyên tuyệt vọng. Cô gái áo đen lại lên tiếng, qua đây. Diệp Huyên nhìn nàng ta mà suy nghĩ một hồi rồi bước đến, cô sẽ giết ta diệt khẩu sau khi ta đưa cô đến Ninh Quốc, đúng chứ? Vẻ kinh ngạc dâng lên trong mắt nàng ta, hiển nhiên không nghĩ rằng Diệp Huyên sẽ nói như vậy. Hắn nhìn thẳng vào nàng ta, cô tuyệt đối sẽ không để việc cô trộm đồ của Túy Tiên Lâu bị người khác biết được, vì vậy ngày ta đưa cô đến Ninh Quốc cũng chính là ngày giỗ của ta, đúng không? Chương 130, có gì để sau rồi nói. Cô gái áo đen cười, có khi ngươi sẽ chẳng có cơ hội xuất kiếm. Phải thử mới biết. Vừa nói xong, sát ý trong mắt Diệp Huyên dâng lên cuồn cuộn. Hắn chuẩn bị thi triển nhất kiếm định sinh tử. Cô gái bí ẩn đã từng dạy cho hắn muốn sống sót chỉ có thể dựa vào bản thân, đặt hy vọng vào người khác chỉ là một ý tưởng ngu xuẩn. Mà Diệp Huyên cũng không phải đang hù dọa, hắn nói liều mạng là sẽ liều mạng. Dù sao cũng cầm chắc cái chết, sao không tranh thủ kéo người khác theo. Thấy Diệp Huyên muốn tấn công thật, cô gái áo đen nheo mắt lại, dừng tay. Diệp Huyên không tấn công nữa nhưng kiếm liên tú vẫn không ngừng rung lên, hiển nhiên vẫn sẵn sàng. Cô gái nhìn hắn đăm đăm, ta đã xem thường lá gan của ngươi. Diệp Huyên thấp giọng nói, ta chỉ muốn sống mà thôi. Cô gái nhếch mép, nếu ta nhớ không lầm thì ngươi chủ động đến tìm ta mới đúng. Dù ta không biết vì sao ngươi lại làm được nhưng chắc chắn không phải là để cứu ta, đúng chứ? Diệp Huyên suy tư một hồi, ta cũng không giấu nữa, ta đến tìm cô quả thật vì muốn hỏi một chuyện. Cô gái tỏ vẻ hiếu kỳ, nói thử xem. Hỏi nàng ta cảm nhận được đại địa chi lực ở đâu. Đúng lúc ấy, giọng nói của cô gái bí ẩn vang lên bên tai. Diệp Huyên mở miệng, cô cảm nhận được đại địa chi lực ở đâu. Cô gái áo đen nghe vậy thì quay phát lại nhìn hắn với vẻ khó tin, làm sao ngươi biết được điều này. Hắn nhàn nhạt đáp, ta đoán. Ánh mắt nàng ta càng mang vẻ đăm chiêu như muốn nhìn thấu hắn.
Diệp Huyền không chịu thua mà nhìn lại. Một chốc sau, nàng ta hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyền lắc đầu, nói thẳng luôn đi, đừng vòng vo nữa. Ta sẽ đưa các hạ đến Ninh Quốc, sau đó các hạ không được giết ta và phải cho ta biết các hạ cảm nhận được đại địa chi lực ở đâu. Cô gái áo đen im lặng suy nghĩ rồi gật đầu, được. Diệp Huyền lại cân nhắc thêm, nói thật nhé, ta không tin cô lắm, cô thể được không? Khóe môi cô gái cong lên, vậy ngươi xuất kiếm luôn đi. Nhưng ta nhắc cho ngươi hay một điều, nếu bị Túy Tiên Lâu bắt được, ta chưa chắc chết, nhưng ngươi thì chết chắc. Diệp Huyền lùi lại một bước, cô phải thề không được giết ta, không được đánh ta thành tàn phế, không được bắt nhốt, tóm lại không được làm ta bị thương. Bằng không hôm nay chúng ta lấy mạng đổi mạng. Nói xong, kiếm liên tú trong tay hắn run lên đầy kích động, kiếm mang lóe lên trên mũi kiếm. Chỉ cần một suy nghĩ của hắn, kiếm minh sẽ vang khắp chân trời. Đôi mắt cô gái áo đen nhuốm màu lạnh lẽo, người suy nghĩ cũng chu đáo phết. Diệp Huyền không hề yếu thế, nếu cô không thề, hôm nay chúng ta lấy mạng đổi mạng. Cô gái áo đen im lặng nhìn hắn hồi lâu, không nói gì. Đúng lúc ấy, thanh kiếm trong tay Diệp Huyền chấn động, kiếm mang sắp sửa tỏa ra. Cô gái vội lên tiếng, được, ta thề. Ngươi đưa ta đến Ninh Quốc, sau đó ta không giết, không đánh, càng không nhốt ngươi. Nếu vi phạm sẽ bị tâm ma phản phệ. Câu nói này khiến trái tim Diệp Huyền rơi xuống. Dù sao thì có ai lại không muốn sống chứ. Hắn cũng không muốn hai bên mất cả chỉ lẫn trải. Hắn thu kiếm liên tú về, đi đến trước mặt nàng ta, lên đi, chúng ta lập tức khởi hành. Một nụ cười quỷ quái hiện ra trên mặt cô gái áo đen. Nàng ta vừa yên vị trên lưng, Diệp Huyền đã hấp tấp chạy đi, chỉ muốn đưa nàng ta đến Ninh Quốc càng sớm càng tốt rồi tiếp tục đi tìm đạo tắc. Được cô gái bí ẩn giúp che giấu khí tức, hai người không bị cường giả Túy Tiên Lâu phát hiện, cuối cùng cũng đặt chân đến biên giới Khương Quốc vào buổi tối hôm sau. Diệp Huyền thả cô gái xuống giữa một khu rừng rậm rạp rồi lùi về sau, đến rồi. Thấy cô gái cứ nhìn lom lom, tóc gáy hắn dựng đứng, cô sẽ không vi phạm lời thế đó chứ. Sao lại thế được? Cô gái nhoẻn cười, ta cũng không muốn về sau gặp phải tâm ma. Nhưng, Diệp Huyền thầm than hai tiếng không xong khi nghe thấy chữ cuối. Hắn lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng cô gái áo đen đã xuất hiện trước mặt hắn như một bóng ma, vươn tay bóp cổ hắn. Đối diện với ánh mắt trợn trừng của hắn, nàng ta mỉm cười, yên tâm, ta sẽ không giết, không đánh, không nhốt ngươi, nhưng... Một viên đan dược màu đỏ bắn ra từ ngón tay nàng ta, chui tọt xuống họng Diệp Huyền. Sau đó nàng ta thoát cái đã nhảy ra một đoạn xa, trên môi treo một nụ cười quỷ dị. Diệp Huyền trừng mắt, cô cho ta ăn cái gì? Ngươi sẽ biết ngay thôi, nàng ta cười cười. Gần như ngay lập tức, sắc mặt Diệp Huyền đỏ lựng. Cả người cũng nóng ran lên như đang bị lửa thiêu đốt từ bên trong. Cô gái áo đen đứng đằng xa nở nụ cười quyến rũ, đây chính là kim thương bất đảo hoàn chứ danh Ninh Quốc, nghe nói có thể khiến đàn ông cả đêm không mềm. Ngươi có phúc đấy. Nàng ta làm ra vẻ hoảng sợ, ấy chết, suýt nữa ta quên mất, nơi đây là núi sâu rừng thẳm mà, lấy đâu ra phụ nữ đây. À ha, khu rừng này tuy không có người nhưng lại có nhiều thú hoang lắm đấy, ha ha ha. Nói rồi nàng ta xoay đi, được một đoạn thì trở lại như nhớ ra gì đó, ta không hế giết, đánh hay nhốt người đâu nhé. Thấy nàng ta lại nhún chân rời đi, tháp giới ngục trong người Diệp Huyền bỗng run lên. Hai tia kiếm quang bắn ra như điện xẹt. Cô gái áo đen như cảm nhận được mà quay phắt lại. Thấy hai tia kiếm quang đến gần, nàng ta biến sắc, vội vỗ tay một cái, gọi ra vô số tia sét như đan thành một tấm lưới. Nhưng hai tia kiếm quang kia lại xé rách lưới điện. Từng tia một lao đến ghim chặt nàng ta lên một gốc đại thụ gần đó. Chúng phong tỏa kinh mạch, khiến nàng ta căn bản không thể sử dụng huyền khí trong cơ thể. Lúc ấy, Diệp Huyền đã nhào đến. Hai mắt hắn đỏ ngầu, cả người nóng hầm hập không khác gì một con thú động đực. Cô gái áo đen biến sắc khi thấy hắn, đôi mắt trừng lớn, gần giọng quát, nếu ngươi dám đụng vào ta, bổn vương sẽ tru cửu tộc ngươi. Diệp Huyền căn bản không quan tâm, điên cuồng xé nát. Cô gái áo đen rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi đừng làm loạn. Bằng không bổn vương. Diệp Huyền vươn tay ra bịt cái miệng ấy lại, thét lên có gì để sau rồi nói. Lời vừa dứt, hắn ôm lấy nàng ta. Chương 131, đạo tắc xuất hiện. Phát tiết. Lúc này, Diệp Huyền chỉ muốn phát tiết, điên cuồng phát tiết. Trong bóng đêm, trời làm chăn,
đất làm giường, trong lòng ôm cô gái yêu kiều. Cây đung đưa, tóc tán loạn, mỗi một cử động đều khiến người ta run rẩy muốn bay lên trời. Một lần lại một lần, tiếng sau lớn hơn tiếng trước. Ánh trăng xấu hổ, ánh trăng ngượng ngùng, lặng lẽ trốn đi. Không biết đã bao lâu trôi qua, chân trời dần sáng lên. Dưới gốc cây đã yên tĩnh lại. Lúc này, Diệp Huyên nằm dưới đất, mà trên cây trước mặt hắn là cô gái áo đen kia, không đúng, lúc này cô gái không còn mặc áo đen nữa, dáng người của nàng ta hoàn toàn để lộ trong không khí. Cô gái tỏ vẻ mệt mỏi. Lúc này, Diệp Huyên nằm dưới đất hơi động đậy, sau đó, hắn ngồi dậy. Đầu muốn nổ tung. Đây là cảm giác của Diệp Huyên vào lúc này, hắn lắc đầu thật mạnh, cứ làm thế một lúc lâu hắn mới cảm thấy đầu dễ chịu hơn một chút. Như nhớ đến điều gì đó, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn về phía cô gái trước mặt, lúc này cô gái người không mảnh vải, dáng người hoàn mỹ lộ hết trước mặt hắn. Mà trên đùi cô gái còn có vết máu. Lúc này, Diệp Huyên đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Diệp Huyên rời mắt đi, trầm giọng thầm nói, tiền bối, sao người không ngăn cản? Giọng nói của cô gái bí ẩn vang lên, ngăn cản kiểu gì? Giải độc cho ngươi à? Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, chẳng lẽ tiền bối không thể giải độc sao? Cô gái bí ẩn đáp, có thể. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, cô gái bí ẩn lại tiếp tục, ngươi có biết thứ ta ghét nhất trước giờ là gì không? Ta ghét người không giữ lời nhất, người này nói không giữ lời, nên cho nàng ta tự nếm quả đắng. Diệp Huyên cười khổ, tiền bối, nhưng mà ta... Cô gái bí ẩn nói, người được lợi là ngươi, ngươi còn có gì không hài lòng nữa? Diệp Huyên. Lúc này, cô gái bí ẩn lại cất lời, giết cô ta rồi chúng ta đi. Giết. Diệp Huyên ngây người. Cô gái bí ẩn nhẹ giọng nói, nếu không thì thế nào? Với thực lực của nữ tử này, nếu không giết nàng ta, sau này nàng ta muốn giết ngươi chẳng phải sẽ như bóp chết một con kiến sao? Ngươi đừng trông chờ vào ta. Lần trước ra tay đã khiến ta tốn rất nhiều sức lực rồi, lần này ra tay càng khiến tình trạng của ta nghiêm trọng hơn, nhiều nhất ta chỉ có thể cố một ngày thôi, một ngày sau, ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, trong một ngày này, chúng ta nhất định phải lấy được đạo tắc kia. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nặng nề, tiền bối, người không sao chứ? Nếu ngươi tìm được đạo tắc thì ta sẽ đỡ hơn một chút, cô gái bí ẩn đáp. Diệp Huyên gật đầu, hắn chần chừ một lát. Sau đó nhìn về phía cô gái trước mặt, lúc này nàng ta đang nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt nàng ta rất bình tĩnh, trong mắt không có chút gợn sóng. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó hắn đi tới trước mặt cô gái, nhìn thẳng vào nàng ta, ta là nam nhân đầu tiên của cô là nữ nhân đầu tiên của ta, chúng ta không ai lỗ cả. Nói xong, hắn nhặt quần áo dưới đất lên mặc cho cô gái, lúc mặc quần cho nàng ta, hắn cảm thấy trong người mình có hơi xao động. Có lẽ là hắn có hơi kích động rồi. Là vì thuốc. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ chắc chắn thuốc trong người vẫn còn, chắc chắn là vì thuốc. Dược tính trong người ngươi đã hết rồi, cô gái bí ẩn đột nhiên nói. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên cố chặn lại dao động trong lòng, sau đó mặc quần áo vào cho cô gái xong, nhưng trước đó quần áo của nàng ta đã bị hắn xé rách, vì vậy lúc này cô gái vẫn bị lộ chút cảnh xuân. Diệp Huyên cởi trường bào của mình đắp lên người cô gái, sau đó xoay người rời đi. Không giết ta, ngươi sẽ hối hận đấy, cô gái đột nhiên cất lời. Giọng nói lạnh lùng không có chút tình cảm. Diệp Huyên dừng bước, cô có giết ta thì ta vẫn là nam nhân của cô thôi, ha ha. Nói xong, hắn cất bước chạy đi. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã biến mất trong tầm mắt của cô gái. Diệp Huyên vừa biến mất không bao lâu, hai tia kiếm quang trên người nàng ta cũng biến mất. Sau khi tự do trở lại, vẻ mặt nàng ta lập tức trở nên dữ tợn. Vô số tia sét đột nhiên tràn ra từ trong người nàng ta, trong nháy mắt, rừng cây mấy chục trượng xung quanh đã biến thành bình địa. Cô gái bay lên trời, nhìn một vòng xung quanh, nhưng lúc này, nàng ta hoàn toàn không phát hiện ra hơi thở của Diệp Huyên. Chàng trai đó như biến mất khỏi nhân gian vậy. Sắc mặt cô gái dữ tợn đến mức đáng sợ. Một lát sau, người nàng ta run lên. Biến mất ở nơi chân trời, nàng ta đi tới một đô thành này chính là đế đô của Ninh Quốc. Cô gái vừa đi tới trước thành, vô số binh sĩ trước thành đã đồng loạt quỳ xuống tham kiến bệ hạ. Người cô gái lóe lên, đi thẳng vào trong thành, chẳng mấy chốc, nàng ta đã đi tới hoàng cung, trên đường chỗ nàng ta đi qua, tất cả binh sĩ đều cùng quỳ xuống.
Sau khi vào hoàng cung, cô gái đi thẳng đến cung điện, nàng ta ngồi lên ngai vàng, cầm cây bút lông lên, một lát sau, trên tờ giấy trước mặt nàng ta xuất hiện một người. Người này, chính là Diệp Huyên. Cô gái nhìn người trên tranh, lạnh lùng nói, bảo Kim Ngô vệ đến Khương Quốc điều tra về người này, 3 ngày sau, ta muốn tất cả tin tức về hắn. Trong góc có một giọng nói vang lên, muốn chết hay là sống. Ánh mắt cô gái dần trở nên lạnh lùng. Nơi nào đó trong núi thẳm, Diệp Huyên chạy nhanh suốt dọc đường. Hắn bỗng hỏi, tiền bối, người có thấy ta mềm lòng không? Cô gái bí ẩn đáp, nếu ngươi giết nàng ta, ta sẽ xem thường ngươi. Diệp Huyên hơi ngây người, vì sao? Không phải người bảo ta giết nàng ta à? Cô gái đáp, ngươi giết nàng ta, có nghĩa là ngươi sợ nàng ta, kiếm tu tối kỵ nhất là sợ hãi, không giết nàng ta chứng minh ngươi không sợ, hoặc có thể nói là ngươi tin sau này mình có thể mạnh hơn nàng ta. Điều này rất tốt, chương 132, đạo tắc xuất hiện. Diệp Huyên do dự một lúc, sau đó nói, à, tiền bối, thật ra ta cũng không nghĩ nhiều như thế. Cô gái bí ẩn. Thấy nàng ta không nói lời nào, Diệp Huyên thầm nghĩ hỏng rồi, vội nói thêm, đương nhiên tiền bối nói cũng có lý, là nam nhân, sao có thể sợ một nữ nhân được. Sau này ta phải trở nên mạnh mẽ hơn, phải trở thành kiếm tiên, ta phải cho nữ nhân kia biết từng ngủ với ta là chuyện khiến nàng ta kiêu ngạo nhất cả đời này. Dừng dừng, dừng. Cô gái bí ẩn nói, nếu ngươi còn nói nữa, ta sợ không nhịn được chém chết ngươi đấy. Diệp Huyên. Một ngày sau, Diệp Huyên lại trở về núi lưỡng giới. Tiền bối, ta nhớ nữ nhân kia chưa nói nàng ta cảm nhận được đại địa chi lực ở đâu. Cứ đi theo lời ta là được. Diệp Huyên gật đầu, bước nhanh hơn. Gần đến tối, Diệp Huyên lại trở về động phủ kiếm chủ kia theo lời của cô gái bí ẩn, hắn liên tục đi xuống, một lát sau đã đi đến lối vào của cung điện dưới lòng đất kia, mà lúc này, cô gái bí ẩn chợt cất lời, đừng đi vào, đi qua bên phải. Diệp Huyên quay đầu, bên phải là vách núi, không hề có đường. Cô gái bí ẩn ra lệnh, đập. Diệp Huyên gật đầu, đi tới trước vách núi kia, đấm ra một cú. Ầm. Vách núi sụp xuống, nhưng phía sau đó vẫn là vách núi. Đánh tiếp, cô gái bí ẩn lại nói. Diệp Huyên gật đầu, tiếp tục đánh, cứ thế đánh khoảng nửa khắc, một con đường nhỏ lót đá xuất hiện trước mặt hắn. Có không gian khác. Diệp Huyên ngây người. Cô gái bí ẩn chỉ dẫn, đi xuống. Diệp Huyên gật đầu, từ từ đi xuống, càng đi càng ngạc nhiên, vì bên dưới thật sự là một thế giới dưới lòng đất, hắn đi khoảng nửa canh giờ vẫn không đi tới điểm cuối. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên phát hiện xung quanh ngày càng nóng. Đi tiếp. Giọng nói của cô gái bí ẩn lại vang lên. Diệp Huyên gật đầu, đi xuống tiếp, lại nửa canh giờ trôi qua, lúc này hắn đã nóng đỏ cả mặt. Diệp Huyên dừng lại, tiền bối, nóng quá. Cô gái bí ẩn im lặng một lát rồi bảo, sử dụng kiếm mang bảo vệ cơ thể. Diệp Huyên gật đầu, lấy kiếm liên tú ra, tản kiếm mang bảo vệ xung quanh mình, có kiếm mang ngăn cản nhiệt độ. Hắn lập tức thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đi tiếp, giọng nói của cô gái bí ẩn lại vang lên. Diệp Huyên gật đầu, bước nhanh hơn, càng đi xuống, nhiệt độ xung quanh càng nóng, nhưng hắn vẫn cố chịu được. Đạo tắc. Hắn vẫn không quên cô gái bí ẩn từng nói, có đạo tắc, thực lực của hắn có thể tăng lên rất nhiều. Đương nhiên quan trọng nhất là sau khi có đạo tắc, có thể khiến người ở tầng thứ 2 kiêng dè một chút. Nếu không, đối phương thỉnh thoảng chạy ra đánh hắn một bạt tai, rất khó chịu. Cứ thế đi tiếp nửa canh giờ, Diệp Huyên dừng lại, vì trước mặt hắn lúc này là rung nhanh. Thật sự hết đường đi rồi. Diệp Huyên đáng muốn lên tiếng, nhưng hắn đột nhiên nhìn trung tâm dung nham cách đó không xa, lúc này, có một thứ màu vàng đất đang lơ lửng. Diệp Huyên tập trung nhìn kỹ, một lát sau, hắn sửng sốt. Không ngờ trên thứ màu vàng đất kia lại là một chữ thổ. Chữ đó cứ thế lơ lửng ở trung tâm dung nham, mà mỗi lần dung nham kia tiếp xúc với nó sẽ biến thành hư vô. Tiền bối. Diệp Huyên hỏi, đừng nói đây là. Đạo tắc. Cô gái bí ẩn tiếp lời, đạo tắc đại địa. Nếu ngươi có thể thu phục nó, sau này giao thủ với người khác, ngươi chỉ cần dầm chân xuống đất là có thể nhận được đại địa chi lực cuồn cuộn không dứt. Ngoài ra, có nó, ngươi sẽ có thể khống chế tầng thứ nhất của tháp giới ngục. Lúc đó, ngươi có thể cất đồ vào trong tầng thứ nhất. Thậm chí còn có thể sử dụng nó để khống chế kẻ thù. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức hơi hưng phấn, tiền bối, thu phục bằng cách nào vậy?
Cô gái bí ẩn nói, đừng vui mừng quá sớm, dù đạo tắc này từng bị thương nặng, nhưng nó sẽ phản kháng theo bản năng, cho nên ngươi muốn thu phục nó có lẽ sẽ có chút khó khăn và đau đớn. Diệp Huyên gật đầu, đau đớn một chút cũng chẳng sao, ta nhịn được. Vậy thì tốt. Cô gái bí ẩn bảo, bây giờ ngươi bình tĩnh lại, nghe theo hướng dẫn của ta, chậm rãi cảm nhận tháp giới ngục, sau đó gọi nó ra. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, mười mấy giây sau, hắn chợt mở mắt ra. Một ngọn tháp nhỏ mơ hồ xuất hiện ở giữa lông mày hắn. Trong nháy mắt, tất cả dung nham trong lòng đất biến thành hư vô, mà lúc này, chữ thổ màu vàng đất ở xa xa run nhẹ một cái, sau đó biến thành ánh sáng màu vàng đất bay vào giữa chân mày của Diệp Huyên. Rắc! Sau một tiếng nứt vỡ, Diệp Huyên trợn tròn hai mắt, tơ máu hiện đầy trong tròng mắt a. Quanh người Diệp Huyên gần như đều bắt đầu rạn nứt bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, máu tươi chảy ra. Tiền bối, đây đâu phải chỉ là đau đớn một chút, đây là muốn lấy mạng người ta mà. À, có lẽ ta đánh giá cao thực lực của ngươi rồi. Diệp Huyên, chương 133, Giáp Đại Địa. Xong rồi. Đây là suy nghĩ trong đầu Diệp Huyên lúc này, vì hắn cảm thấy cả người mình đều đang nứt ra. Lúc này, tháp giới ngục ở giữa lông mày của hắn đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, một năng lượng màu vàng đất bao phủ cả người hắn. Người Diệp Huyên run rẩy dữ dội, chớp mắt một cái, vô số năng lượng màu vàng đất liên tục tập trung lại từ xung quanh, sau đó từ hai chân hắn chuyển vào trong người. Theo năng lượng này tràn vào cơ thể, không ngờ cơ thể vốn dĩ rạn nứt của hắn bắt đầu chậm chậm khép lại. Chữa trị. Rõ ràng là đạo tắc này đang chữa trị thân thể giúp hắn. Dù có đạo tắc này giúp đỡ chữa trị, nhưng cảm giác đau đớn truyền đến từ trên người vẫn khiến Diệp Huyên hơi sống không bằng chết. Vì một giây khi nãy, hắn cảm thấy người mình như bị thiên quân vạn mã lôi kéo, cảm giác xé rách này khiến hắn suýt hôn mê, cũng may hắn cố kìm nén lại, nếu không, hôn mê vào lúc này thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cứ thế, cả người Diệp Huyên chậm rãi khép lại. Khoảng một canh giờ sau, làn da rạn nứt của hắn đã hoàn toàn lành lại, chẳng những thế, làn da cả người hắn còn nhiều thêm một chút màu vàng nhạt. Diệp Huyên chậm rãi mở mắt ra, hắn nhìn thân thể của mình, theo bản năng nắm chặt hai tay. Vụt! Quanh người hắn đột nhiên xuất hiện vô số năng lượng màu vàng óng, những năng lượng này tựa như chiến giáp màu vàng, trông cực kỳ chói mắt. Đây là, Diệp Huyên hơi khó hiểu. Giọng nói của cô gái bí ẩn vang lên, giáp đại địa, ngưng tụ từ đại địa chi lực, ngươi đứng trên mặt đất sẽ có thể ngưng tụ ra bộ giáp này, cũng có được đại địa chi lực. Nhưng với cảnh giới của ngươi bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ thôi. Sau nửa canh giờ nếu không bỏ đại địa chi lực và giáp đại địa đi thì sẽ bị phản phệ. Giáp đại địa chi lực. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi tiền bối, bây giờ đạo tắc kia là của ta rồi sao? Cô gái bí ẩn đáp, ngươi nghĩ hay nhỉ, đạo tắc đại địa này cũng không phải do ngươi tạo ra, bây giờ ngươi chỉ mượn nó dùng thôi, mà cấp bậc như đạo tắc này, ngươi bây giờ vẫn chưa thể lĩnh hội được. Bây giờ mượn dùng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc lĩnh ngộ đạo tắc sau này của ngươi. Mà việc ngươi phải làm bây giờ chỉ có ba chuyện, thứ nhất tu kiếm, thứ hai luyện võ, thứ ba là tìm kiếm để hấp thụ. Còn đạo tắc này, nó quá mạnh, bây giờ ngươi nhiều nhất chỉ có thể phát huy 2/10 uy lực, nhưng như thế đã đủ cho ngươi dùng rồi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn lại nhìn chiến giáp màu vàng trên người mình, tiền bối, tuy bây giờ ta là khí biến cảnh, nhưng có lẽ có thể dễ dàng đánh bại cao thủ lăng không cảnh đúng không? Cô gái bí ẩn đáp, việc ngươi cần nghĩ bây giờ là có thể dễ dàng đánh bại cao thủ thông u cảnh hay không, chứ không phải lăng không cảnh, hiểu chứ? Thông u cảnh. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên cứng đờ, hắn hơi chần chừ, sau đó nói, đấu vượt hai bậc. Có phải hơi quá không? Hơi quá. Cô gái bí ẩn lạnh lùng nói, ở thời của ta, kẻ không thể hạ gục đối thủ hơn mình hai cấp trong nháy mắt đều ngại nói mình là thiên tài. Diệp Huyên. Lúc này, cô gái bí ẩn nói, lúc trước trói cô gái áo đen lại giúp ngươi, khi nãy còn chấn áp sức mạnh của đạo tắc giúp ngươi, bây giờ ta rất mệt, ta muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian, nếu không sẽ không còn quá nhiều sức lực để chấn áp cái này, dù sao thì sau này ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân thôi, nếu ngươi gặp được đạo tắc nữa thì tháp này sẽ nhắc nhở ngươi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, tiền bối, ngươi không sao chứ? Cô gái bí ẩn khẽ trả lời, đừng quan tâm đến ta. Ngươi và tất cả đám người bị trấn áp trong tháp này có chết thì ta cũng sẽ không chết, ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi.
Cố gắng chăm sóc tốt cho mình, ta không hy vọng lần sau tỉnh lại thì ngươi đã đi đời nhà ma rồi. Còn nữa, tháp giới ngục có thể dùng để chống lại kẻ thù, nhưng ta cũng không hy vọng ngươi sử dụng nó, ngươi sử dụng một lần, phong ấn trong tháp sẽ lỏng lẻo đi một chút, ngươi phải tự biết kiểm soát. Còn nữa, tuy ngươi là chủ tháp, nhưng bây giờ ngươi vẫn không thể kiểm soát được tháp này. Cho nên không phải lúc không thể làm gì khác hơn thì đừng sử dụng nó, nếu không, tháp mà phản phệ, có thể ngươi sẽ sống không bằng chết. Diệp Huyên hơi chần chừ, sau đó nói, tiền bối, sao ta cảm thấy người như đang trăng trối vậy, người thật sự không sao chứ? Cô gái bí ẩn hỏi ngược lại, ngươi có muốn biết vì sao hoa lại đỏ như thế không? Diệp Huyên. Lúc này, cô gái bí ẩn lại nói, một chuyện cuối cùng, kẻ ở tầng thứ hai không có sát khí với ngươi, chỉ muốn ra ngoài thôi, nhưng bây giờ ngươi vẫn chưa có năng lực thả kẻ đó ra ngoài. Dù có cũng phải suy tính một chút, dù tên kia bị trấn áp nhiều năm, thực lực giảm nhiều, nhưng bây giờ ngươi vẫn không đấu lại được đâu. Thỉnh thoảng kẻ đó lại đánh ta. Diệp Huyên đột nhiên uất ức nói, rất hay đánh người không lý do. Cô gái bí ẩn khẽ nói, rất nhiều lúc, ta cũng muốn đánh chết ngươi. Diệp Huyên. Cô gái bí ẩn tiếp tục, nhóc con, cố gắng sống sót. Dứt lời, nàng ta hoàn toàn im lặng. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên nặng nề, rõ ràng là cô gái bí ẩn đã rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn hít sâu một hơi, tất cả mọi chuyện bây giờ, thật sự chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Diệp Huyên như nhớ đến điều gì đó, từ từ nhắm hai mắt lại, một giây sau, giữa lông mày hắn xuất hiện một chữ thổ nho nhỏ. Đạo tắc. Diệp Huyên siết chặt hai tay, trong nháy mắt, dưới chân hắn lập tức có đại địa chi lực vô cùng vô tận xuất hiện, đại địa chi lực tập trung về phía hắn như thủy triều, trong nháy mắt, trên người hắn lại có thêm một bộ chiến giáp màu vàng. Giáp đại địa. Hắn nhẹ nhàng sờ lên giáp đại địa, với sự rắn chắc của nó chắc chắn có thể đỡ một đòn của cao thủ thông u cảnh đỉnh cao, thậm chí còn có thể đỡ sấm sét của cô gái áo đen lúc trước. Đương nhiên Diệp Huyên cũng không chắc chắn, hơn nữa dù đỡ được, e rằng hắn cũng tàn phế luôn. Ngoài giáp đại địa, hắn còn cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ trong người mình. Diệp Huyên im lặng suy nghĩ một lát, hắn rời khỏi lòng đất, đi lên mặt đất, nhìn một vòng xung quanh, sau đó hắn siết chặt hai tay. Trong nháy mắt, đại địa chi lực mạnh mẽ tập trung trên người hắn. Diệp Huyên đứng yên một lát rồi đột nhiên đánh một quyền xuống đất. Quyền băng. Hắn dốc hết sức đấm ra một cú, ngoài đại địa chi lực trong người còn có lực đấm và chiến ý. Cú đấm này hạ xuống. Ầm. Mặt đất trong vòng 30 trượng lấy hắn làm trung tâm sụp đổ, vô số bụi bặm và đá vụn bay khắp xung quanh, cực kỳ lộn xộn. Hai giây sau. Xung cao ưng Diệp Huyên xuất hiện một cái hố lớn sâu gần nửa trượng, chẳng những thế, mặt đất cách đó mấy chục trượng còn đang dần rạn nứt. Sức mạnh của một quyền vô cùng mạnh mẽ. Diệp Huyên nhìn tay phải của mình, trong mắt có chút hưng phấn, một quyền này của hắn hoàn toàn có uy lực của võ kỹ bậc địa hạ phẩm, có thể nói một quyền của hắn bây giờ chỉ đứng sau nhất kiếm định sinh tử thôi. Sau khi thanh kiếm thăng cấp lên minh kiếm, sức mạnh của nhất kiếm định sinh tử đã lên một tầm cao mới. Chương 134, ông đây không phục. Nói một câu đơn giản là dưới thông u cảnh, bây giờ hắn có thể tùy ý xử lý. Không đúng, thông u cảnh cũng có thể đánh một trận. Diệp Huyên thu hồi đại địa chi lực, cười hì hì bước nhanh về phía xa. Lúc này, bước đi của hắn cũng nhẹ nhàng hẳn. Hắn nhanh chóng trở về đến lưỡng giới thành, mà lúc này, trên không trung của lưỡng giới thành thỉnh thoảng có cao thủ lướt qua. Có chuyện gì thế? Diệp Huyên cau mày, hắn vội đi vào thành, vừa vào thành, Khương Cửu đã dẫn một đám người xuất hiện trước mặt hắn, Khương Cửu quan sát hắn rồi hỏi, không sao chứ? Diệp Huyên lắc đầu, ta không sao, đúng rồi, lưỡng giới thành có chuyện gì vậy? Khương Cửu nói với giọng điệu nặng nề, đi về rồi nói. Nói xong, nàng ấy dẫn Diệp Huyên trở về doanh trại của mình. Trong doanh trại, Khương Cửu nói với giọng điệu nặng nề, những người trên thành kia đều là cao thủ của Túy Tiên Lâu. Theo tin tức ta biết, hình như cao thủ Túy Tiên Lâu đã để mất dấu kẻ áo đen kia, cho nên cuốn võ kỹ bậc địa thượng phẩm kia rất có thể không lấy lại được nữa. Diệp Huyên hỏi, có lẽ Túy Tiên Lâu sẽ bồi thường cho cô đúng không? Khương Cửu nhẹ giọng nói, ai biết được. Lúc này, bên ngoài doanh trại có giọng nói vang lên, điện hạ, từ quản sự của Túy Tiên Lâu cầu kiến. Khương Cửu trong doanh trướng cười nói, có lẽ sắp được biết có đền hay không rồi. Nói xong. Nàng ấy quay đầu nhìn ra ngoài doanh trại, mời vào.
Một lát sau, Từ Thanh đi vào, khi thấy Diệp Huyên cũng ở đây, nàng ta hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu nhẹ một cái xem như chào hỏi. Từ Thanh đi tới trước mặt Khương Cửu, hơi cúi chào, điện hạ, hôm nay ta đến là vì chuyện của võ kỹ bậc địa thượng phẩm kia. Khương Cửu cười nói, sao, Túy Tiên Lâu đã lấy được cuốn võ kỹ kia về rồi à? Vẻ mặt Từ Thanh hơi mất tự nhiên, lắc đầu với nàng ấy, xin lỗi, vẫn chưa lấy về được. Nhưng chúng ta đã phái ba cao thủ thần hợp cảnh ra, tin rằng không bao lâu nữa sẽ. Nếu không lấy về được thì sao? Khương Cửu đột nhiên ngắt lời Từ Thanh. Từ Thanh nói với giọng điệu nặng nề, chắc chắn Túy Tiên Lâu của ta có thể lấy về được, mong Cửu công chúa tin tưởng chúng ta, ta. Khương Cửu lắc đầu, ngắt lời Từ Thanh, Từ quản sự, nếu lỡ như không lấy lại được thì sao? Từ Thanh im lặng một lát rồi đáp, nếu không lấy lại được, Túy Tiên Lâu của ta sẽ bồi thường cho điện hạ. Nghe vậy, Khương Cửu cười hỏi, bao nhiêu? Từ Thanh trả lời, 10 triệu kim tệ. Nghe thấy câu này, Diệp Huyên ở cách đó không xa sửng sốt. Khương Cửu thì lại lạnh mặt xuống, 10 triệu kim tệ. Từ quản sự, ngươi đang nói đùa với ta à? Từ Thanh hờ hững, điện hạ, đây là cái giá bên trên đưa ra, đương nhiên chuyện này hơi không công bằng với điện hạ. Vì thế, bên trên căn dặn sau này Cửu công chúa ở lưỡng giới thành, Túy Tiên Lâu sẽ chiếu cố nhiều hơn. Khương Cửu đứng dậy đi tới trước mặt Từ Thanh, cuốn võ kỹ bậc địa thượng phẩm kia có giá 50 triệu kim tệ, mà bây giờ, các ngươi chỉ muốn bồi thường cho ta 10 triệu. Cảm thấy hoàng thất Khương quốc ta dễ bắt nạt à? Từ Thanh nhìn thẳng vào Khương Cửu, điện hạ, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Trong lời nói đã mang theo ý uy hiếp. Khương Cửu híp hai mắt lại, trong mắt lộ ra sát khí, còn Từ Thanh vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, không hề sợ hãi. Túy Tiên Lâu ở Khương quốc này, thật sự chưa từng biết sợ ai. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh đột nhiên chen miệng, Túy Tiên Lâu làm như thế có phải quá không tử tế rồi không? Từ Thanh quay đầu lại nhìn hắn, lạnh lùng nói, tử tế. Túy Tiên Lâu ta có thể bồi thường đã là tử tế lắm rồi. Dứt lời, nàng ta lạnh lùng nhìn Khương Cửu, điện hạ, tạm biệt. Nàng ta xoay người bỏ đi. Vẻ mặt Khương Cửu cực kỳ khó coi, trong mắt nàng ta là sát khí không thể che giấu. Vì Túy Tiên Lâu này rõ ràng là đang ỷ thế hiếp người. Nhưng nàng ta không thể ra tay. Thật sự không thể đắc tội Túy Tiên Lâu, càng không thể không nể mặt Túy Tiên Lâu. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Từ Thanh, nghiêm túc nói, ta cảm thấy các ngươi nên nói đạo lý chút đi, thứ trị giá 50 triệu, các ngươi làm mất, bây giờ chỉ chịu đền 10 triệu, vậy mà coi được sao? Từ Thanh đi về phía trước một bước. Nhìn thẳng vào Diệp Huyên, dù chúng ta không bồi thường một đồng thì các ngươi cũng có thể làm gì sao? Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, các ngươi là đang ỷ thế hiếp người. Từ Thanh cười khẩy, Túy Tiên Lâu ta là muốn ỷ thế hiếp người đấy, không phục à? Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên rút kim đao bên hông ra chém về phía Từ Thanh. Phập! Cả cánh tay nàng ta bay thẳng ra ngoài. Máu tươi đầm đìa. Khương Cửu ở bên cạnh hoàn toàn ngây người. Lúc này, Diệp Huyên kề kim đao trong tay lên cổ Từ Thanh, ông đây không phục đấy. Nói xong, hắn đè kim đao xuống. Xoẹt! Da của Từ Thanh trực tiếp bị cắt rách, máu tươi chảy xuống. Chương 135, ta giết rồi. Trong doanh trại trở nên yên tĩnh. Từ Thanh ở trước mặt Diệp Huyên nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt nàng ta tái nhợt, trong mắt ngoài sự dữ tợn còn có vẻ khó tin. Vì nàng ta thật sự không ngờ người trước mặt lại dám ra tay với mình. Phía sau nàng ta là Túy Tiên Lâu đấy. Trong mắt Khương Cửu ở bên kia cũng chứa đựng sự khó tin, vì nàng ấy không ngờ Diệp Huyên sẽ ra tay. Thế lực đứng sau nữ nhân này là Túy Tiên Lâu đó. Gặp rắc rối rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Khương Cửu. Lúc này, Từ Thanh gần giọng nói, ngươi có biết mình đang làm gì không? Diệp Huyên giơ kim đao trong tay về phía trước, một đường máu tươi lập tức nhỏ xuống từ kim đao trong tay hắn. Vẻ mặt Diệp Huyên không có chút cảm xúc, không phải ngươi hỏi ta có phục không à? Đáp án của ta là không phục. Từ Thanh quay đầu nhìn Khương Cửu, Cửu Điện Hạ, đây là người của Điện Hạ à? Sao, hoàng thất của người muốn tuyên chiến với Túy Tiên Lâu của ta à? Khương Cửu đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, ngươi có biết mình đang làm gì không? Diệp Huyên gật đầu. Khương Cửu nói với giọng điệu nặng nề, hậu quả nghiêm trọng lắm đấy. Diệp Huyên nói khẽ, không thích nhìn nàng ta cậy thế bắt nạt cô. Khương Cửu cứ nhìn Diệp Huyên như thế,
Nhưng ngươi có biết bây giờ có lẽ ta phải trả giá rất lớn để dẹp yên chuyện này, thậm chí là không thể dẹp yên được không? Diệp Huyên đáp, để ta xử lý. Khương Cửu đột nhiên nổi giận, ngươi xử lý. Ngươi xử lý bằng cách nào? Túy Tiên Lâu muốn giết ngươi cũng đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Tử Thanh ở bên cạnh cười khẩy, đang định lên tiếng, đúng lúc này, Khương Cửu đột nhiên đánh một chưởng lên yết hầu của Tử Thanh. Rắc, máu tươi phun ra từ trong miệng nàng ta, người ngã xuống. Lúc ngã xuống, trong mắt nàng ta đầy vẻ khó tin. Diệp Huyên cũng ngây người, hắn không ngờ Khương Cửu lại giết Tử Thanh. Lúc này, Khương Cửu chợt nói, nhớ kỹ, người này là do ta giết, không liên quan gì đến ngươi hết, lát nữa ngươi lập tức rời khỏi Lưỡng Giới Thành, trở về học viện Thương Lan, coi như chưa từng đến đây. Nói xong, nàng ấy xoay người đi ra khỏi doanh trại. Diệp Huyên hỏi, cô phải làm sao? Khương Cửu quay đầu liếc hắn một cái, cho dù ta có làm sao, bây giờ ngươi cũng phải rời khỏi Lưỡng Giới Thành, hiểu chưa? Nói xong, nàng ta xoay người đi ra khỏi doanh trại. Diệp Huyên đứng trong doanh trướng nhìn thi thể của Tử Thanh dưới đất, khẽ thở dài, mẹ kiếp, mình nảy sinh mâu thuẫn với Túy Tiên Lâu rồi sao? Bên ngoài doanh trại, Khương Cửu mới ra khỏi doanh trại, còn chưa đi được mấy bước, một sức mạnh vô hình đã xuất hiện bên trên quân doanh, chẳng một chốc, một ông lão áo đen đã xuất hiện ở chỗ không xa trước mặt Khương Cửu. Cùng lúc đó, phía sau nàng ấy cũng xuất hiện một ông lão và ba người mặc áo đen. Khương Cửu nhìn ông ta, có lẽ ông là Cửu Lâu Chủ mới nhậm chức của Túy Tiên Lâu đúng không? Lâu chủ trước cửa Túy Tiên Lâu đột nhiên biến mất, sau đó Túy Tiên Lâu đổi một chủ mới, tin tức này nàng ấy cũng có nghe nói tới. Ông lão áo đen nhẹ giọng nói, chính là lão phu. Dứt lời, ông ta nhìn về phía doanh trại phía sau Khương Cửu, hồn bài của Từ quản sự bị vỡ, có lẽ đã. Ta giết rồi, Khương Cửu nói. Nghe vậy, ông lão áo đen lập tức híp mắt lại. Trong tròng mắt xuất hiện ánh sáng lạnh. Khương Cửu đi tới trước mặt ông lão, trước kia ta gửi Túy Tiên Lâu đấu giá một võ kỹ bậc địa thượng phẩm, võ kỹ này bị người ta cướp đi, mà Từ quản sự lại đến nói với ta là Túy Tiên Lâu không muốn bồi thường, còn nói Túy Tiên Lâu là muốn ỷ thế hiếp người, cho nên ta giết nàng ta rồi. Ông lão áo bào đen nhìn chằm chằm Khương Cửu, Cửu Điện Hạ, dù vì lý do gì thì Điện Hạ cũng đã giết người của Túy Tiên Lâu ta rồi. Khương Cửu gật đầu, phải. Nhưng chuyện này không liên quan với Hoàng thất Khương Quốc, ta tin ông cũng không muốn liên lụy đến cả Hoàng thất Khương Quốc, đúng không? Ông lão áo đen nói, đừng trách lão phu nói thẳng, Túy Tiên Lâu ta không hề sợ Hoàng thất Khương Quốc của cô đâu. Khương Cửu cười, vậy ông là muốn khai chiến với Hoàng thất ta sao? Thế ta xin nói thẳng, ông không có năng lực đưa ra quyết định này đâu. Ông lão áo đen nhìn Khương Cửu một lúc lâu, sau đó bảo, nếu Điện Hạ không cho ta một câu trả lời hài lòng. Thì bắt đầu từ hôm nay, Túy Tiên Lâu ở Khương Quốc sẽ không bán bất cứ thứ gì cho Hoàng thất Khương Quốc nữa, lương thảo, vũ khí, khôi giáp Hoàng thất Khương Quốc các cô cần, sau này cũng không thể mua được đâu. Ngoài ra, mấy tướng lĩnh cấp cao dưới trướng Cửu công chúa cũng phải cẩn thận một chút, đừng để ra khỏi cửa đã mất đầu nhé. Khương Cửu nhìn ông lão cũng nhìn lại nàng ấy, ánh mắt hai người đều rất lạnh lẽo. Lúc này, Khương Cửu đột nhiên cất lời, chuyện này không liên quan đến Hoàng thất Khương Quốc, ta trở về Túy Tiên Lâu với ông, mặc Túy Tiên Lâu xử lý. Điện Hạ, không được. Một ông lão phía sau Khương Cửu đột nhiên nói, Điện Hạ, chuyện này tuyệt đối không được, nếu không có người ở đây, chắc chắn Đường Quốc sẽ không kiêng kỵ gì nữa, bọn họ nhất định sẽ dẫn binh chiếm lĩnh Lưỡng Giới Thành này, người. Khương Cửu giơ tay phải lên, ngắt lời ông lão. Nàng ấy nhìn về phía ông lão áo đen, các ông đã miễn phí lời được một quyển võ kỹ bậc địa thượng phẩm rồi, bây giờ ta trở về với các ông, có lẽ các ông còn lời hơn nữa. Không phải sao? Ông lão cười khẽ, vậy thì mời Điện Hạ trở về Túy Tiên Lâu cùng ta nhé. Nói xong, ông ta xoay người muốn rời đi, mà đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng, đợi đã. Sau giọng nói này, một nam nhân đi ra từ trong doanh trại. Người nọ đương nhiên là Diệp Huyên. Nhìn thấy Diệp Huyên, sắc mặt Khương Cửu hơi thay đổi, nàng ấy đi tới trước mặt Diệp Huyên, giận dữ hỏi, ngươi đi ra làm gì? Muốn ra vẻ anh hùng hả? Ngươi! Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên giữ tay nàng ấy lại, để ta giải quyết. Dứt lời, hắn kéo Khương Cửu về phía sau, rồi đi về phía ông lão áo bào đen kia. Chương 136, đi tìm sư phụ của ta. Khương Cửu ngơ ngác. Diệp Huyên đi tới trước mặt ông lão áo đen,
Ông lão nhìn hắn với vẻ mặt không chút cảm xúc. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta có hai yêu cầu, một là ông xin lỗi tiểu cửu, hai là túy tiên lâu bồi thường chúng ta 50 triệu kim tệ. Ông lão nở nụ cười châm chọc, người tưởng ngươi là ai? Ngươi! Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lấy một tấm thẻ tím ra đưa tới trước mặt ông lão, khi nhìn thấy tấm thẻ tím này, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Thẻ tím! Đây là thứ chỉ đứng sau thẻ đen ở túy tiên lâu. Mà loại thẻ này, dù là cửu lâu chủ như ông ta cũng không có tư cách đưa ra. Ít nhất phải là ngũ lâu chủ trở lên mới có tư cách tặng loại thẻ tím này. Diệp Huyên nhìn thẳng vào ông lão áo đen, ta muốn gặp tam lâu chủ của túy tiên lâu các ông, bây giờ lập tức gọi lão đến đây. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai, vì sao lại có thẻ tím, ngươi? Diệp Huyên phất tay một cái, ông không có tư cách nói chuyện với ta, gọi tam lâu chủ đến. Những người đứng sau Diệp Huyên tỏ vẻ ngạc nhiên. Sắc mặt ông lão áo đen trước mặt Diệp Huyên trở nên khó coi, từ khi ông ta trở thành cửu lâu chủ tới nay, vẫn chưa từng bị người ta sỉ nhục như thế. Nhưng ông ta cũng không dám nổi giận, vì người trước mắt này có thẻ tím. Mà người có thể có thẻ tím, thân phận chắc chắn không bình thường. Ông ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói, ta nghĩ chắc chắn giữa mọi người có chút hiểu lầm, chúng ta. Lúc này, Diệp Huyên lại ngắt lời ông lão áo đen một lần nữa, ông nghe không hiểu lời ta nói à. Nói xong, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, ông không có tư cách nói chuyện với ta, bảo tam lâu chủ của túy tiên lâu các ông ra đây. Lúc này, ông lão chẳng những không tức giận mà còn sợ hãi hơn. Thiếu niên trước mắt dám nói chuyện với ông ta như vậy, dùng mông nghĩ cũng biết là có chỗ dựa. Ông lão áo đen chần chừ một lát, cuối cùng vẫn chọn bóp vỡ một viên đá truyền âm màu đen, rõ ràng ông ta không chắc rốt cuộc sau lưng thiếu niên là ai, không dám làm lớn chuyện. Thấy ông lão áo đen gọi người, Diệp Huyền thầm thở phào trong lòng, đừng thấy trông hắn rất bình tĩnh, thật ra trong lòng đang rất sợ. Vì nếu ông lão áo đen trước mặt không gọi tam lâu chủ đến, thì hắn thật sự hết cách, cũng không thể nói với ông ta là sau lưng ông đây có một kiếm tiên tuyệt thế đúng không? Dù nói như vậy, người ta cũng sẽ không tin. Nhưng nếu gọi ông lão tóc bạc đến, chắc chắc lão sẽ tin. Không lâu sau đó, lại có một ông lão tóc bạc xuất hiện. Người này chính là tam lâu chủ của túy tiên lâu. Nhìn thấy lão, Diệp Huyên lại thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn chợt cảm thấy thật ra ông lão này rất thân thiết. Mà khi thấy Diệp Huyên, ông lão tóc bạc cũng hơi ngẩn người, sau đó lão đi đến trước mặt Diệp Huyên, cười chào tiểu hữu, đã lâu không gặp. Thấy cảnh này, ông lão áo đen ngơ ngác, mà mấy người Khương Cửu đứng sau lưng Diệp Huyên cũng sửng sốt. Thân thiết thế à? Diệp Huyên không ra vẻ, lập tức cúi chào ông lão tóc bạc, xin chào tiền bối. Thấy Diệp Huyền cúi chào, trong mắt ông lão hiện lên sự tán thưởng, lão cười, sư phụ cậu vẫn khỏe chứ? Diệp Huyên cười nói, vẫn khỏe. Nói đến đây, sắc mặt hắn chợt trở nên nghiêm túc, sau đó lại cúi chào ông lão tóc bạc lần nữa, mong tiền bối làm chủ cho ta. Ông lão hơi ngẩn người, còn ông lão áo đen đứng sau lưng lão thì có sắc mặt hơi khó coi. Ông lão tóc bạc nhìn Diệp Huyên, có liên quan đến túy tiên lâu của ta sao? Diệp Huyên gật đầu, trước kia ta nhờ cửu công chúa bán đấu giá một quyển võ kỹ bậc địa thượng phẩm ở túy tiên lâu, ai ngờ trên đường xảy ra sự cố, võ kỹ kia bị người ta cướp mất, sau đó một quản sự của túy tiên lâu chạy đến nói với ta. Nói xong, hắn kể lại chuyện khi nãy của Từ Thanh và ông lão áo đen một lượt, cũng không có thêm mắm dặm muối. Khi nghe Diệp Huyên nói câu túy tiên lâu ta là muốn ỷ thế hiếp người của Diệp Huyên, mí mắt của ông lão tóc bạc lập tức giật một cái, lúc trước Hàn lâu chủ trên thuyền bay kia chết như thế nào. Không phải cũng là vì câu này ư. Mà lúc trước, câu nói này suýt chút khiến một kiếm tiên tuyệt thế suýt giận chó đánh mèo với cả túy tiên lâu, dù cuối cùng đã yên chuyện, nhưng túy tiên lâu cũng tổn thất hai vị lâu chủ. Lúc này, Diệp Huyên lại cúi chào ông lão tóc bạc lần nữa tiền bối, vãn bối không có yêu cầu gì khác. Chỉ mong tiền bối bảo vệ lẽ phải. Ông lão im lặng. 50 triệu kim tệ. Không phải một con số nhỏ. Nhưng, đứng sau người trước mắt là một kiếm tiên. Thấy lão im lặng, Diệp Huyên nói tiếp, tiền bối có gì khó khăn sao? Nếu có chỗ khó xử, 50 triệu kim tệ này ta không cần nữa. Nói xong, hắn nở nụ cười khổ sở, sư phụ nói đúng, nếu ngươi yếu, ai cũng sẽ ức hiếp ngươi. Nói xong, hắn xoay người chắp tay với cửu công chúa, sau này gặp lại. Dứt lời, hắn xoay người muốn rời đi.
Khương Cửu ngơ ngác, sau đó hỏi, ngươi muốn đi đâu? Diệp Huyên dừng bước, đi tìm sư phụ của ta. Sau đó, hắn bước nhanh về phía xa. Diệp Huyên bỏ đi, vẻ mặt bi phẫn như bị uất ức lắm vậy, nhưng trong lòng hắn lại đang không ngừng kêu lên, ông già, gọi ta lại đi, mẹ kiếp, mau gọi ta lại đi. Chương 137, đây là 50 triệu kim tệ. Giờ phút này, lòng Diệp Huyên cực kỳ hoảng loạn. Đi tìm sư phụ. Tìm cái quái gì? Hắn đi về nơi xa, càng đi càng nhanh, trên trán cũng dần xuất hiện mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, ông lão tóc bạc cách đó không xa đột nhiên lên tiếng, tiểu hữu, chờ một chút. Đối với Diệp Huyên mà nói, giọng nói này tựa như âm thanh đến từ tự nhiên. Nếu không gọi hắn lại, hắn thật sự chỉ có thể đi tiếp. Diệp Huyên dừng bước, quay đầu nhìn ông lão tóc bạc, lão cười nói, tiểu hữu, chút chuyện nhỏ này việc gì phải phiền đến sư phụ cậu. Nói xong lão quay lại nhìn ông lão áo đen bên cạnh, đi rút 50 triệu kim tệ lại đây. Nghe ông lão tóc bạc nói lời này, tất cả mọi người đang có mặt đều sững sờ. Áp! Đặc biệt là ông lão áo đen, ông ta ngạc nhiên một hồi rồi bảo, tam lâu chủ, 50 triệu. Ông lão tóc bạc khẽ cau mày, mau lên. Nghe vậy, ông lão áo đen không dám chần chừ nữa, ông ta nhìn Diệp Huyên cách đó không xa rồi xoay người bỏ đi. Mà Khương Cửu đang ở cách Diệp Huyên không xa đưa mắt nhìn hắn, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Ông lão tóc bạc nhìn Diệp Huyên, lão quan sát Diệp Huyên một lượt, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, lát sau lão lắc đầu cười, không hổ là kiếm. Nói đến đây, lão thoảng dừng lại rồi nói tiếp, không hổ là đệ tử của vị tiền bối đó, năng lực của cậu dù ở Túy Tiên lâu ta cũng không mấy người có thể sánh được. Thiếu niên, rất có triển vọng đó. Diệp Huyên khẽ cười, tiền bối quá khen. Ông lão tóc bạc cười bảo, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, tâm tính được đấy. Diệp Huyên. Lúc này, ông lão áo đen rời đi lúc trước đã quay lại đây, ông ta đưa cho Diệp Huyên một tấm thẻ màu vàng, trong tấm thẻ này có 50 triệu kim tệ, các hạ có thể rút ở bất kỳ đâu trong Thanh Châu này, hoặc đến Túy Tiên lâu của ta cũng được. Diệp Huyên nhận lấy tấm thẻ màu vàng, sau đó chắp tay nói với ông lão tóc bạc ra ta. Ông lão tóc bạc do dự một lát rồi bảo tiểu hữu. Mặc dù giữa cậu và Túy Tiên lâu của ta có rất nhiều hiểu lầm, nhưng đều chỉ là hiểu lầm thôi, đúng không? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, đương nhiên. Ông lão tóc bạc bật cười, lão phu còn có chuyện nên đi trước đây. À đúng rồi, nhờ tiểu hữu hỏi thăm sư phụ cậu giúp lão phu, nếu được thì ngày khác tiểu hữu hãy cùng sư phụ đến Túy Tiên lâu của ta nhé. Diệp Huyên khẽ cúi đầu, đến lúc đó phải làm phiền ông rồi. Ông lão tóc bạc cười nói, vô cùng hoan nghênh, cáo từ. Nói xong lão xoay người biến mất tại chỗ, ông lão áo đen cũng biến mất theo. Ở một nơi nào đó, ông lão áo đen đột nhiên hỏi, tam lâu chủ, 50 triệu đó Túy Tiên lâu chúng ta hoàn toàn có thể không cần bỏ ra, ta. Ông lão tóc bạc lạnh lùng nhìn ông lão áo đen, không bỏ ra. Không bỏ ra thì ngươi muốn chết à? Ông lão áo đen giật mình, lai lịch của thiếu niên đó là gì? Ông lão tóc bạc từ từ nhắm mắt lại, là người mà Túy Tiên lâu ta không thể động đến. Nghe vậy, ông lão áo đen lộ vẻ khiếp sợ, sao có thể? Ông lão tóc bạc nhẹ giọng bảo, người biết Hàn lâu chủ và Bát lâu chủ chết thế nào không? Không đợi ông lão áo đen trả lời, ông lão tóc bạc lại nói tiếp, bị một kiếm của sư phụ thiếu niên kia kết liễu, ngay cả hai người kia đều không thể đỡ được một kiếm đó. Ông lão áo đen ngẩn người. Ông lão tóc bạc quay đầu liếc nhìn bầu trời xa xăm, ta vốn tưởng thiếu niên này sẽ gia nhập học viện thương mộc. Nhưng không ngờ đám ngu ngốc của học viện thương mộc lại đuổi cậu ta đi, ha ha, lần này có kịch hay để xem rồi. Nói xong lão nhìn ông lão áo đen không được nói với người ngoài tất cả mọi điều về thiếu niên này, để học viện thương mộc tiếp tục tìm đường chết đi. Còn nữa, sau này thiếu niên này ở Khương Quốc thì lôi kéo cậu ta cho ta, đừng không có việc gì lại đi gây phiền phức cho cậu ta. Lão phu không muốn suốt ngày phải đi thu dọn tàn cuộc cho các ngươi đâu. Áp! Nói xong ông lão tóc bạc lắc mình rồi lập tức biến mất ở phía chân trời xa. Ông lão áo đen mãi vẫn chưa hoàn hồn. Trước doanh trướng, sau khi ông lão tóc bạc và ông lão áo đen rời đi, Khương Cửu bước tới chỗ Diệp Huyên, nàng ấy nhìn hắn chằm chằm, giống như lần đầu gặp hắn. Diệp Huyên cười hỏi, sao thế? Khương Cửu khẽ đáp, giả heo ăn thịt hổ. Diệp Huyên cười khổ, thật ra chuyện này có hơi. Khương Cửu đột nhiên ngắt lời Diệp Huyên. Không cần nói với ta, làm người phải biết cẩn trọng, hiểu không? Diệp Huyên mỉm cười, được rồi. Nghe vậy,
Khương Cửu trừng mắt nhìn hắn, không bảo ngươi nói là ngươi không nói thật luôn à. Diệp Huyên đần mặt ra. Thấy bộ dạng sững sờ của Diệp Huyên, Khương Cửu không khỏi bật cười, nàng ấy quay đầu nhìn xung quanh, ngay sau đó đám cao thủ và binh lính xung quanh đều rút lui. Lúc này, Diệp Huyên đưa tấm thẻ vàng trong tay cho Khương Cửu, cho cô. Khương Cửu nhìn thẻ vàng trong tay Diệp Huyên rồi im lặng. Nụ cười trên mặt nàng cũng dần biến mất. Sao vậy? Diệp Huyên hỏi. Khương Cửu ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, đây là 50 triệu kim tệ. Diệp Huyên cười tâu toét, ta biết, nói thật vừa nãy khi nhận tấm thẻ này, tay ta cũng hơi run, vì ta chưa cầm nhiều tiền như vậy bao giờ. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, người không cần đưa cho ta. Chương 138, đúng là một tên ngốc. Diệp Huyên nhét tấm thẻ vào tay Khương Cửu, sao cô lại trở nên dài dòng như thế nhỉ? Khương Cửu cười tươi đáp, được rồi. Nói xong nàng ấy cất tấm thẻ vàng đi, dường như nghĩ đến điều gì đó, nàng quay đầu nhìn sang một bên. Chẳng bao lâu một ông lão xuất hiện bên cạnh nàng, ông lão đưa một chiếc hộp màu băng cho Diệp Huyên, Diệp công tử, đây là Hỏa Linh, mấy ngày trước điện hạ đã phái lão phu đến đế đô ngay trong đêm để tìm quốc chủ. Hỏa Linh này, hoàng thất chỉ có một đóa, điện hạ xin quốc chủ Hỏa Linh này nhưng... Được rồi. Lúc này, Khương Cửu đột nhiên lên tiếng, nói những chuyện này làm gì? Nói rồi nàng nhìn Diệp Huyên, ta biết muội muội ngươi bị bệnh, Hỏa Linh này hẳn là có ích với cô bé. Còn nữa, ta đã xin phụ hoàng phái tông sư y đạo giỏi nhất Khương Quốc đến học viện Thương Lan rồi, không biết kết quả thế nào. Diệp Huyên cất chiếc hộp màu xanh đi, sau đó nhìn Khương Cửu nghiêm túc nói, đa tạ. Khương Cửu nhìn lướt qua thẻ vàng trong tay, lắc đầu thở dài, tên ngốc nhà ngươi, ngươi chịu thiệt nhiều như thế mà vẫn còn cảm ơn ta, ngươi đúng là một tên ngốc. Diệp Huyên. Vào lúc này, một tiếng động lớn đột nhiên phát ra từ núi Lưỡng Giới, sau đó một đám mây hình nấm màu trắng xuất hiện trên bầu trời Lưỡng Giới Thành. Diệp Huyên và Khương Cửu cùng quay đầu nhìn về phía núi Lưỡng Giới, lông mày Khương Cửu lập tức trao lại, họ đã phá vỡ cấm chế linh mạch đó, xem ra sắp có chiến tranh rồi. Tại sao? Diệp Huyên không hiểu. Khương Cửu nhẹ giọng trả lời, cấm chế linh mạch đó bị phá vỡ, linh khí chắc chắn sẽ rò rỉ ra ngoài, nhất định Lưỡng Giới Thành sẽ được lợi nhất. Khi ấy nơi này sẽ trở thành nơi rất phong thủy, rất nhiều thế lực và thế gia muốn tới đây, mà nơi đây cũng không chỉ là nơi quan trọng của nhà binh, chắc chắn Đường Quốc sẽ không bỏ qua cho nơi này. Nói xong nàng ấy quay lại nhìn Diệp Huyên, ngươi về đế đô đi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hắn không hiểu chuyện trọng đại của hai quân, cũng không giúp được gì, hơn nữa hắn ra ngoài cũng đã lâu, đến lúc phải về rồi. Lúc này Khương Cửu lại nói, khi trở về nhớ cẩn thận một chút. Có ý gì? Diệp Huyên khó hiểu. Khương Cửu trầm giọng bảo, theo ta biết, Học viện Thương Mộc đang điều tra ngươi trên toàn diện, học viện này hành sự rất ngang ngược, không kém hơn Túy Tiên lâu đâu. Sau khi họ tra ra một vài chi tiết về ngươi, có thể sẽ đâm sau lưng ngươi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, họ không tự tin vậy sao? Khương Cửu lắc đầu, không phải không tự tin. Mà vì để đảm bảo không mất gì, năm đó mấy thiên tài của Học viện Thương Lan đã biến mất không dấu vết gì. Tóm lại phải cẩn thận. Diệp Huyên suy nghĩ rồi gật đầu, ta hiểu rồi. Vậy ta xin cáo từ, ngày khác gặp lại. Nói xong hắn xoay người rời đi. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, cứ nhìn như vậy cho đến khi Diệp Huyên hoàn toàn biến mất ở phía xa, sau đó nàng mới lắc đầu cười, đúng là một tên ngốc. Hai tiếng sau, Diệp Huyên lên thuyền bay đi về đế đô. Bởi vì có thẻ tím nên Diệp Huyên ở trong phòng đặc biệt, còn được ở miễn phí. Trong tháp giới ngục, trên bong thuyền bay, Diệp Huyên nhìn tượng gỗ nhỏ Diệp Liên trong tay, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nhẹ. Ra ngoài bao nhiêu ngày nay, người hắn bận tâm nhất chính là Diệp Liên. Hắn vẫn chưa rời xa Diệp Liên lâu như vậy bao giờ. Dường như nghĩ đến điều gì, hắn lại lấy tượng gỗ nhỏ An Lan Tú ra, nhìn tượng gỗ trong tay, nụ cười trên mặt hắn càng đậm hơn. Nhưng ngay sau đó nụ cười của hắn dần biến mất, chỉ còn lại vẻ nặng nề. An Lan Tú. Hắn nhìn về phía cuối trời xa, sau vài lần tiếp xúc với An Lan Tú, đương nhiên hắn biết lai lịch của An Lan Tú không hề đơn giản, người mà ngay cả Túy Tiên Lâu và Học viện Thương Mộc đều dám dễ dàng đắc tội, lai lịch có thể bình thường được sao? Một lúc sau, khóe miệng Diệp Huyên chợt hiện lên một nụ cười, ta sẽ đến tìm cô. Đến lúc đó, ai dám ngăn cản ta đánh chết kẻ đó. Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện phía trên thuyền bay,
Ngay sau đó một luồng khí đáng sợ cùng với một bàn tay khổng lồ hư ảo đột nhiên từ trên trời rơi xuống như sấm sét. Áp lực, mạnh mẽ, ngay khi vừa xuất hiện, thuyền bay lập tức nứt ra. Vô số âm thanh hoảng sợ liên tục vang lên. Trên boong thuyền bay, khi nhìn thấy bàn tay khổng lồ hư ảo hạ xuống, vẻ mặt Diệp Huyên đột nhiên thay đổi, hắn không chút do dự nhảy ra khỏi thuyền bay. Thuyền bay đã lên khỏi mặt đất, cao ít nhất vài trăm trượng. Nhưng lúc này hắn không thể không nhảy thì khi bàn tay đó rơi xuống, hắn nhất định sẽ chết, nhảy thì còn có thể có cơ hội sống. Diệp Huyên vừa nhảy khỏi thuyền bay thì toàn bộ thuyền bay phía sau hắn nổ tung. Còn Diệp Huyên thì không ngừng rơi xuống từ thuyền bay, tốc độ càng lúc càng nhanh, với tốc độ rơi hiện tại của hắn, khi tiếp đất sợ rằng hắn sẽ trở thành một vũng bùn thịt. Đừng nói hắn, cho dù là yêu thú thông u cảnh rơi từ trên này xuống cũng sẽ tan xương nát thịt. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, quần áo trên người Diệp Huyên cũng bị xé nát thành từng mảnh. Chương 139, không để lại hậu hoạn. Làm sao bây giờ? Diệp Huyên biết hoảng sợ vào giờ khắc này chỉ khiến hắn chết càng nhanh hơn, vì vậy tuy mặt không đổi sắc nhưng trong đầu đã không ngừng suy nghĩ. Khi còn cách mặt đất khoảng trăm thước, hắn rút kiếm. Liên tủ ra, siết chặt nó trong tay, sống chết gì đều trông cậy vào đại ca đấy. Vừa dứt lời, hắn điên cuồng rót huyền khí trong người vào thân kiếm, gầm lên giữa không trung, ngự kiếm bay lên cho ta. Nhưng kiếm liên tủ chỉ khẽ khàng chấn động, không hề nhấc lên được chút nào. Bỏ cuộc bây giờ đồng nghĩa với chịu chết, Diệp Huyên tiếp tục thôi thúc nó. Ngự kiếm, ngự khí, dùng khí ngự kiếm. Những luồng suy nghĩ lướt qua tâm trí hẳn như điện xẹt. Một chốc sau, hắn bất thình lình thả tay ra, liên tú hóa thành một tia kiếm mang lao vút ra ngoài. Diệp Huyên thấy thế thì mừng rỡ, nhưng khi thấy thanh kiếm đang bay càng lúc càng xa chứ không có ý định trở về, hắn hoảng sợ la lên quay lại đây. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Huyên đột nhiên cảm nhận được mối liên kết vô hình giữa mình và kiếm liên tú. Hắn nhắm mắt lại, vội vàng thôi thúc khí trong cơ thể. Khi còn cách mặt đất khoảng 10 thước, liên tú hóa thành một tia chớp bắn về phía Diệp Huyên, hắn cuống quýt chộp lấy bằng cả hai tay. Khoảng cách chỉ còn tính bằng vài thước. Vào giây phút hắn sắp sửa tiếp xúc với mặt đất, kiếm liên tú bất ngờ run lên dữ dội, lôi Diệp Huyên bay ngược lên, có điều chẳng được bao nhiêu đã rơi xuống. Am! Chấn động từ một người một kiếm khiến mặt đất quanh đó rung lên dữ dội, cát bụi tung bay mịt mù. Nhưng Diệp Huyên đang cười như một kẻ điên. Nhờ có kiếm liên tú kéo lên một khoảng, toàn bộ lực tác động khi hắn rơi xuống đã bị tiêu trừ. Khoảng cách 10 thước hoàn toàn nằm trong ngưỡng chịu đựng được của thể xác hắn. Tuy có hơi khó chịu nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Điều quan trọng nhất là hắn, bằng cách đánh bậy đánh bạ, đã lĩnh hội được cách ngự kiếm trong phút giây sinh tử ấy. Bản thân hắn lĩnh ngộ được cách dùng khí ngự kiếm. Cười suốt hồi lâu, Diệp Huyên mới bừng tỉnh lại, vội vàng bò dậy rồi leo lên một thân cây trong khu rừng gần đó mà trốn. Hắn ngẩng lên nhìn trời, ánh mắt lạnh đi. Là kẻ nào? Kẻ nào dám đánh lên thuyền bay của Túy Tiên Lâu? Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong hẳn là Học viện Thương Mộc, thế lực duy nhất có khả năng làm điều đó ở Khương Quốc. Nhưng động cơ của họ là gì? Đúng lúc ấy, một tia khí tức truyền đến từ phương xa. Diệp Huyên nhận ra nó thì khẽ biến sắc, vội vàng nhảy khỏi nhánh cây, một chữ địa xuất hiện giữa trán. Đạo tắc, hắn nằm dạp xuống, lợi dụng đại địa chỉ lực mà dung hợp vào đất đai, để khí tức của đất che giấu mình. Cách đó không xa. Một lão già và một cô gái đi đến. Sắc mặt Diệp Huyên vặn vẹo đi vì phẫn nộ khi thấy họ, không phải ai khác ngoài Phó Viện trưởng Thương Mộc Mạc Tùng và Bắc Thần. Mạc Tùng nhìn xung quanh một lượt, sắc mặt xa sầm hỏi, sao không thấy xác hẳn? Bắc Thần hạ giọng đáp, sư tôn không cần phải làm vậy. Con chắc chắn sẽ giết được hắn vào cuộc tỉ thí sau này. Nhưng Mạc Tùng lại lắc đầu, con không hiểu. Theo điều tra của chúng ta, tên này không hề đơn giản. Không chỉ là chuẩn tông sư võ đạo mà còn là đại kiếm tu. Có tin đồn hắn từng sát hại một quản sự Túy Tiên Lâu của họ nhưng lại không bị truy cứu. Lúc còn ở đế đô, thực lực giữa con và hắn tựa như một trời một vực. Vậy mà ở núi lưỡng giới, hắn tuy chỉ đến ngự khí cảnh nhưng đã có thể giao thủ với con. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà hắn đã tiến bộ đến thế. Nói đến đây, ông ta nhìn Bắc Thần, không phải sư tôn không tin con. Chỉ có điều Học viện Thương Mộc ta tuyệt đối phải thắng trong cuộc tỉ thí lần này, không được phép để xảy ra sơ suất. Danh tiếng của học viện ta phải được bảo vệ.
Bắc Thần không nói gì. Mạc Tùng tiếp tục, con đừng nghĩ nhiều. Học viện đặt niềm tin tuyệt đối vào con, nhưng tên Diệp Huyên kia quả thật quá bí ẩn. Hắn có thể chính là kiếm thể trong truyền thuyết, nếu để hắn tự do phát triển chắc chắn sẽ trở thành mối nguy lớn cho học viện ta. Lần này hắn lên đường một mình, An Quốc Sĩ lại không có trong nước, chính là cơ hội vàng để giết hắn. Vì không để lại hậu hoạn, ta chỉ có thể làm vậy. Bắc Thần lên tiếng sau một hồi do dự, sư tôn, nếu chuyện này truyền ra ngoài. Cập nhật chương mới nhất tại TGCULA.COM. Mạc Tùng cười nhạt, truyền ra. Thứ nhất, không có ai biết về chuyện này. Cho dù đoán được là học viện Thương Mộc làm nhưng liệu có ai dám đứng ra chỉ trích chúng ta? Không, không một ai ở Khương Quốc này có gan làm việc đó cả. Đợi thêm vài tháng nữa, người đời sẽ hoàn toàn quên mất hai chữ, Diệp Huyên này. Bắc Thần lại im lặng. Mạc Tùng lại nhìn bốn phía một lượt, không khỏi cau mày, sao vẫn không thấy xác hẳn. Bắc Thần cũng nhìn xung quanh rồi nói, hắn chỉ mới đến ngự khí cảnh, rơi từ độ cao như vậy ắt hẳn phải chết, có lẽ đã tan xương nát thịt giữa không trung rồi. Mạc Tùng gật gù, cũng phải. Thôi, không tìm xác hẳn nữa, chúng ta trở về đế đô thôi. Phần Tuyệt đã về rồi, dựa theo tính tình hắn ta thì bọn học viên Thương Lan sắp được nếm mùi, sống không bằng chết rồi. Chỉ tiếc Diệp Huyền đã bỏ mạng, bằng không Phần Tuyệt có thể trừng phạt hắn một phen. Hai người cùng nhau rời đi. Diệp Huyền nằm trên nền đất, sắc mặt lạnh lẽo như băng. Quả nhiên là học viện Thương Mộc. Có thể thấy thực lực của hắn đã khiến cho họ phải kiêng kỵ. Hèn hạ. Hắn bật dậy, quắc đôi mắt chứa đầy sát ý về phía hai người kia rời đi, chờ đấy cho ông. Diệp Huyền thật sự phẫn nộ đến run cả người. Nếu hắn không lĩnh ngộ được cách dùng khí ngự kiếm ngay giây phút sinh tử thì đã nát thành thịt vụn thật rồi. Nhưng sự việc lần này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho hắn rằng thế lực ở đế đô còn bị ổi đê tiện hơn những phe phái nhỏ ở Thanh Thành nhiều lắm. Vì đạt được mục đích, những thế gia và học viện này sẽ không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Diệp Huyên cắt ngang dòng suy nghĩ ở đây, nghỉ ngơi lấy sức rồi trở về Lưỡng Giới Thành. Đế đô ở quá xa, hắn không thể nào chạy về được. Nếu có cũng e phải mất tận nửa tháng. Diệp Huyên chạy như bay trên đường núi, kiếm liên tú lơ lửng sát bên. Hắn có chút bất lực khi không biết bản thân rốt cuộc còn thiếu điều gì mà vẫn không thể ngự kiếm phi hành, nhưng ít nhất hắn vẫn có thể ngự kiếm. Về sau có thể sử dụng trong lúc giao thủ, biến nó thành một sát chiêu vô cùng lợi hại. Về phần ngự kiếm, hắn chỉ có thể tạm thời để đó. Chương 140, đại ca về rồi đây. Lường Giới Thành. Một lão già vội vã đi vào doanh trưởng Khương Cứu, thấp giọng báo, điện hạ, thuyền bay của Diệp công tử đã gặp chuyện. Khương Cửu ngẩng phát dậy, ngươi có ý gì? Lão già thấp giọng đáp, cả một con thuyền bỗng nhiên vỡ vụn. Nguyên nhân vì sao vẫn chưa rõ, nhưng hẳn là có người nhúng tay vào. Hiện vẫn đang. Khương Cửu ngắt lời ông ta, hẳn thì sao? Lão già đáp lời sau một hồi do dự, không biết sống chết. Nhưng rơi từ độ cao đó xuống. Duỳnh. Chiếc bàn trước mặt Khương Cửu vỡ vụn. Vẻ dữ tợn hiện lên trên gương mặt nàng ta, học viện Thương Mộc đáng chết. Lão già liếc nhìn, điện hạ. Khương Cửu ra lệnh, phải một đội kỵ binh 100 người, phải tìm cho ra hẳn cho ta. Lão già gật đầu tuần mệnh rồi rời đi. Còn lại một mình trong doanh trưởng, Khương Cửu rút ra một tấm thẻ màu vàng, lạnh lùng nhìn nó, nếu người đã chết, ta thề sẽ bắt học viện Thương Mộc phải trả giá đắt. Nàng ta đứng dậy đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về chân trời xa xăm, không, người không thể chết được. Người phải sống thật tốt cho ta. Bàn tay nàng ta siết lại, móng tay in sâu vào lòng bàn tay. Diệp Huyền trở lại Lưỡng Giới Thành khi màn đêm đã buông xuống, bộ trường bào đen trên người giúp hắn hoàn toàn lẩn vào bóng tối. Một là vì an toàn, hai là vì không muốn bị bại lộ nên hắn không đi tìm Khương Cửu. Thay vào đó, hắn đi đến Túy Tiên Lâu. Lặng lẽ mua một tấm vé. Nửa giờ sau, một chiếc thuyền bay chậm rãi rời khỏi Lưỡng Giới Thành, chỉ chớp mắt đã biến mất trong màn đêm. Trong một gian ghế lô phổ thông được khóa trái cửa nọ, Diệp Huyên đã tiến vào tháp giới ngục, điên cuồng tập luyện. Nội dung lần này không phải chiêu kiếm nữa mà chính là dùng khí ngự kiếm. Trong tầng một của tháp, một thanh kiếm liên tục bay qua bay lại, có điều nó bay với vẻ vấp váp ngập ngừng, đôi khi còn rơi xuống giữa đường. Diệp Huyên vẫn chưa thuần thục cách ngự kiếm lắm, nhưng không thành vấn đề, không quen thì luyện tập nhiều sẽ quen. Một ngày rưỡi sau, thuyền bay đã đến gần đế đô.
Diệp Huyên vẫn ngâm mình trong tháp mà tu luyện. Thiên phú và ngộ tính của hắn đều không thấp, dần dần nằm được một vài mánh khỏe nhỏ, kiếm liên tú bay càng lúc càng trơn tru. 2 giờ sau, đã có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của đế đô từ bong thuyền. Đế đô. Học viện Thương Lan, điện Thương Lan. Diệp Liên ngồi trên bậc thềm, tay vuốt ve một con búp bê được khắc từ một khuôn với Diệp Huyên mà ra. Cô bé thấp giọng thở dài, dõi mắt nhìn về ngọn núi xa xa, nhớ đại ca quá đi mất. Mỗi ngày cô bé đều dành ra 1 giờ đến đây đợi anh trai về. Thấy Kỳ An Chi bỗng nhiên đến ngồi xuống cạnh bên, Diệp Liên nhìn nàng ta, Kỳ tỷ tỷ lại đói rồi à? Kỳ An Chi lắc đầu, đưa mắt nhìn búp bê trong tay Diệp Liên, ca ca của muội. Diệp Liên gật đầu, đại ca khắc ạ, đẹp lắm đúng không tỷ? Hì hì. Kỳ An Chi toan bình luận thì bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nhóm gồm 10 người đang chậm rãi đến gần. Tất cả đều là học viên Thương Mộc. Sắc mặt Kỳ An Chi thay đổi khi nhận ra người dẫn đầu. Phần Tuyệt. Một trong 2 đại yêu nghiệt xưng hùng xưng bá cùng Bắc Thần ở học viện Thương Mộc. Phần Tuyệt liếc Kỳ An Chi, Diệp Huyên ở đâu? Kỳ An Chi chậm rãi đứng dậy, không có ở đây. Phần Tuyệt nheo mắt, ai cho các ngươi cái gan chó dám giết người của học viện Thương Mộc khi ta vắng mặt. Vừa dứt lời, hắn ta đã biến mất. Là ai? Vút. Mặt đất trước mặt Kỳ An Chi nứt toác. Nàng ta rút đao chém xuống. Duỳnh. Một tiếng nổ nhức óc vang lên, Kỳ An Chi bị đẩy lui vào trong đại điện. Phần Tuyệt còn đang định tiếp tục thì một gã học viên sau lưng hắn ta chỉ vào Diệp Liên mà hô hào, Phần Tuyệt học trưởng, con bé kia là em gái của Diệp Huyền. Nó ở đây thì tên kia chắc chắn đang lẩn trốn đầu đó thôi. Cập nhật chương mới nhất tại tgcuna.com. Vừa thấy Phần Tuyệt nhìn sang, Diệp Liên lập tức bỏ chạy. Tiếc rằng hắn ta thoát cái đã tiến tới, túm lấy tóc cô bé xách lên cao khiến cô bé đau đến ứa nước mắt. Trong đại điện, Kỳ An Chi tung người nhảy lên, bổ một đạo xé rách không khí vào Phần Tuyệt. Nhưng gần như ngay lập tức, nàng ta đã phải thu đao trở về khi thấy hắn ta đưa Diệp Liên ra chắn trước mình. Kỳ An Chi phẫn nộ trừng mắt, hèn hạ. Hèn ư. Phần Tuyệt cười mỉa, đừng tưởng ta sợ ngươi, ta chỉ không muốn giết người mà thôi. Bảo Diệp Huyền đến Thương Mộc chịu chết trong vòng 1 giờ, bằng không Thương Sơn sẽ có thêm 1 cái xác. Hắn ta vừa kéo Diệp Liên rời đi, Kỳ An Chi đã lạnh lùng lên tiếng, người bắt một cô bé làm con tin, không sợ biến học viện Thương Mộc thành trò cười cho thiên hạ sao. Trò cười. Phần Tuyệt quay đầu lại, ở Khương Quốc này, ai dám cười Thương Mộc ta? Kỳ An Chi không che giấu sát ý dần dâng lên trong mắt, một thằng đàn ông mà lại dùng kế sách bị ổi thế này. Khóe môi Phần Tuyệt cong lên đầy giễu cợt, nam tử hán đại trượng phu làm việc phải không từ thủ đoạn. Ta không nhiều lời với người nữa, chỉ cần nhớ trong vòng 1 giờ tới, nếu Diệp Huyên không có mặt dưới chân Thương Sơn thì bảo hắn đi nhặt xác cho em gái đi. Hắn dám giết học viên Thương Mộc ta, nếu không dám đền mạng thì ta bắt em hắn chết thay. Nói xong, hắn ta bắt Diệp Liên rời đi. Kỳ An Chi vội vàng bóp nát một viên đá truyền âm. Sau đó không lâu, một bóng người đang lao đi như bay trên núi. Diệp Huyên vừa chạy vừa cười to, Liên Nhi, đại ca về rồi đây. Chương 141, từng này người quá ít, sao đủ cho ta giết được. Đã lâu không gặp muội muội, lần này trở về, đương nhiên Diệp Huyên rất vui vẻ. Hắn chưa từng xa muội muội lâu như vậy, lần này có thể nói là cực kỳ nhớ nhung, bây giờ hắn chỉ muốn nhìn thấy Diệp Huyên nhanh hơn thôi. Trong nháy mắt, Diệp Huyên đã chạy lên đỉnh núi. Sau khi đi tới trên đỉnh núi, Diệp Huyên ngây người, vì hắn không nhìn thấy Diệp Liên. Giọng của hắn rất lớn, đủ để cả núi Thương Lan nghe thấy, bình thường muội muội nên nghe thấy mới phải. Nhưng Diệp Liên lại không hề xuất hiện. Xảy ra chuyện rồi ư? Diệp Huyên cảm thấy nặng nề, hắn đang muốn đi vào điện, đúng lúc này, Kỳ An Chi đi ra từ trong đại điện, nàng ta nhìn Diệp Huyên, cô bé xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, ong, tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên từ trong người Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn chăm chăm Kỳ An Chi, con bé đâu? Sát khí. Trong mắt Diệp Huyền chứa đựng sát khí rõ ràng, sát khí này khiến Kỳ An Chi lập tức nhíu mày, ngươi phải bình tĩnh, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đã xuất hiện trước mặt nàng ta, một thanh kiếm kề lên giữa chân mày nàng ta, gắn giọng hỏi, ta hỏi cô con bé ở đâu? Giọng nói run rẩy. Rõ ràng đã đến bờ vực nổi giận rồi. Chẳng những thế, thanh kiếm trong tay hắn còn không ngừng run rẩy.
Kỳ An Chi nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, Phần Tuyết bảo người đến con đường Thương Sơn, ta đã truyền lời cho Gia Gia, ông ấy sẽ về ngay, ngươi. Nàng ta còn chưa nói xong, Diệp Huyên đã xoay người chạy xuống núi. Ngươi đừng kích động. Kỳ An Chi ở phía sau vội nói. Nhưng Diệp Huyên đã biến mất dưới ngọn núi. Thấy cảnh này, sắc mặt Kỳ An Chi lập tức thay đổi. Nàng ta biết sắp xảy ra chuyện rồi. Nàng ta vội vã bóp vỡ một viên đá truyền âm, sau đó chạy xuống núi theo. Diệp Huyên chạy nhanh xuống núi, đôi mắt hắn đã dần đỏ như máu, vẻ mặt ngoài sự dữ tợn còn cả điên cuồng. Muội muội là vảy ngược duy nhất của hắn trên đời này. Vì muội muội, chuyện gì hắn cũng có thể làm ra được. Rất nhiều người trên đường bị Diệp Huyên thu hút sự chú ý, khi thấy Diệp Huyên, có mấy người nhận ra hẳn. Đó là Diệp Huyên, hẳn sao thế, hình như hắn muốn đến học viện Thương Mộc. Không thể nào, hàm muốn đi tìm đường chiết sao đi đi, đi theo xem thủ. Chẳng mấy chốc, trên đường phố có không ít người tò mò đi theo. Diệp Huyên chạy nhanh trên đường, chỉ chốc lát, bán đã tới con đường nhỏ Thương Sơn bên dưới núi Thương Mộc. Diệp Liên bị một sợi dây thừng máu đến trái chất hai tay treo trên khúc gỗ, sắc mặt cô bé tái nhợt, có vẻ cực kỳ bất lực và sợ hãi. Lúc Diệp Huyền đi tới đường nhỏ Thương Sơn nhìn thấy Diệp Liên, hắn lập tức ngẩng người, lúc này, đầu óc hắn trống rỗng. Mà Diệp Liên cũng nhìn thấy hắn, cô bé lập tức rơi nước mắt, ca ca, mau chạy đi. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, ở khóe mắt hắn có hai dòng chất lỏng trong suốt chậm rãi chảy xuống. Lúc này, mấy học viên của học viện Thương Mộc đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyên, một học viên trong đó đang định lên tiếng, đột nhiên trong người Diệp Huyên có một thanh kiếm bay ra. Phập! Kiếm liên tú chém xuống, cơ thể của học viên ở trước mặt Diệp Huyên bị chém đứt đôi. Máu tươi lập tức vung vãi khắp nơi theo ngũ tạng. Thấy cảnh này, người xung quanh đều ngơ ngác. Đặc biệt là những người vội đến xem trò vui kia, Diệp Huyên này muốn làm gì, đây là đến giết người ư. Sau khi Diệp Huyên dùng một chiều kiếm chém chết học viên của học viện Thương Mộc cũng không ngừng tay, hắn nằm chặt kiếm liên tú đâm nhanh về phía trước. Một học viên khác hoàn toàn biến sắc, lùi nhanh về phía sau, nhưng lúc này, kiếm trong tay Diệp Huyên đã đâm về phía gã. Xoẹt! Đầu của gã đàn ông vừa lùi lại cứ thế lìa khỏi cổ. Diệp Huyên xuất hiện ở phía sau học viên mất đầu, tay phải hắn nằm lấy kiếm liên tú, một giây sau, hắn vung kiếm một cái. Xoẹt! Một tia kiếm quang lóe lên, cơ thể của học viên còn lại lập tức bị chiêu kiếm này của hắn cắt đứt kiểm tu. Tên này là Đại Kiếm Tu. Có người ngạc nhiên la lên. Đại Kiếm Tu. Nghe thấy câu này, mọi người đều xôn xao. Kiếm tu vô cùng hiếm có ở Khương Quốc, không phải là không có, mà là rất hiếm. Rất nhiều người cũng cực kỳ ngưỡng mộ kiếm tu, cầm kiếm tu đạo, ngự kiếm trong thiên địa, đây là ước mơ của rất nhiều người. Lúc này, nhìn thấy Diệp Huyền là Đại Kiếm Tu, rất nhiều người lập tức thấy phấn. Bọn họ đã quên mất Học viện Thương Mộc và Học viện Thương Lan, chỉ muốn xem kiếm tu giết người. Cập nhật chương mới nhất tại M. Mà chuyện Diệp Huyên đến Học viện Thương Mộc không biết bị ai truyền ra ngoài, một lát sau đã có vô số người đi đến Thương Sơn, dưới chân núi ngày càng đông người. Xa xa, Diệp Huyên đã giết chết mấy học viên của Học viện Thương Mộc. Đều giết chết trong nháy mắt. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, người đến chính là một trong ba phó viện trưởng của Học viện Lê Tu. Lê Tu lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ngươi ngang nhiên đến Học viện Thương Mộc ta giết người, ngươi. Diệp Huyên chĩa kiếm vào Lê Tu, gắn giọng hỏi lại, giết người. Không phải học viên của Học viện Thương Mộc ông gọi ta tới sao? Ông đây đã đến, người của các ông đâu? Dứt lời, hắn lại chém đầu một học viên đang không ngừng kêu rên trước mặt mình. Phụt! Máu tươi bắn khắp người Diệp Huyên. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Lê Tu, quát to từng này người quá ít, sao đủ cho ta giết được? Học viên của Học viện Thương Mộc đâu rồi, đến thêm đi. Lê Tu nhìn Diệp Huyên chăm chú, trong mắt hiện lên sát khí, đang định ra tay, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, chậc chậc, học viên của Học viện Thương Mộc hẹn người đến so tay đôi là muốn ỷ lớn hiếp nhỏ à. Lê Tu quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, một ông lão đẩy một cô gái áo đen ngồi trên xe lăn chậm rãi đi đến, cô gái áo đen nhằm hai mắt, câu nói khi nãy là nàng ta nói. Lê Tu nhìn chằm chằm cô gái áo đen, nhưng cô gái áo đen lại chẳng hề sợ hãi. Học viện Thương Mộc lợi dụng muội muội của thiếu niên này hẹn hắn đến đây, sao nào, là muốn ỷ lớn hiếp nho à?
Hay là thế hệ trẻ tuổi của học viện các ngươi đã không còn ai nữa? Nghe thấy lời của cô gái áo đen, nhiều người lập tức bàn tán sôi nổi, ánh mắt lúc nhìn Lê Tu của bọn họ đã hơi kỳ lạ. Ỷ lớn hiếp nhỏ. Đây tuyệt đối là một chuyện đáng xấu hổ. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên đi xuống từ trên con đường nhỏ Thương Sơn, mà phía bóng người đó là mấy chục học viên của học viện Thương Mộc. Chẳng mấy chốc, người đó đã xuất hiện ở chỗ cách Diệp Huyên không xa, người đó, chính là Phần Tuyệt. Phía sau hắn ta còn có một nhóm học viên. Chương 142, sao thế, bị liệt cả rồi à? Phần Tuyệt nhìn Diệp Huyên một cái, sau đó lại quay đầu nhìn Lê Tư, phó viện trưởng, người này cũng cần người ra tay sao? Để chúng ta là được. Lê Tu gật đầu, đừng khinh địch. Phần Tuyệt cong môi, hắn ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, không ngờ người thật sự đến cứu muội muội, xem ra người vẫn có mấy phần can đảm đấy, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu. Thấy cảnh này, sắc mặt Phần Tuyệt hơi thay đổi, hắn ta cũng phản ứng rất nhanh, khi thanh kiếm của Diệp Huyên chém tới trước mắt, hắn lập tức di chuyển, cùng lúc đó, tay phải còn bổ về phía eo của Diệp Huyên. Bù! Phong nhẫn xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn ta, nhằm thẳng vào phần bụng của Diệp Huyên. Diệp Huyên trở tay chém xuống một kiếm. Âm! Phong nhẫn lập tức bị chiều kiếm này chém nát. Mà lúc này, Phần Tuyệt đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, trong nháy mắt, vô số phong nhẫn tấn công Diệp Huyên từ bốn phương tám hướng. Diệp Huyên dầm chân xuống đất, bay người lên, sau đó chém xuống một kiếm. Nhất kiểm định sinh tử. Vào khoảnh khắc chiêu kiếm này xuất hiện, sắc mặt của Lê Tu lập tức thay đổi, vì sức mạnh của nó đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi của ngự khí cảnh. Phần Tuyệt cũng hơi biến sắc, rõ ràng cũng không ngờ chiêu kiếm này của Diệp Huyên lại đáng sợ đến thế. Nếu nói chiêu kiếm trước của Diệp Huyên chỉ không tệ thì chiêu kiếm này chính là hủy thiên diệt địa. Trái ngược quá lớn, Phần Tuyệt vì thế mà sửng sốt, nhưng hắn ta lấy lại tinh thần rất nhanh. Sau đó, hắn ta đột nhiên chắp hai tay lại. Xung quanh hẳn có gió mạnh xuất hiện, những cơn gió mạnh này nhanh chóng thổi về phía chiêu kiếm của Diệp Huyên. Nhưng khi Diệp Huyên chém xuống, những cơn gió kia cũng lập tức vỡ vụn. Thanh kiếm mang theo kiếm quang bổ thẳng xuống. Âm! Phần Tuyệt lập tức chấn động đến mức bay ra ngoài mười mấy trượng. Mà hắn ta vừa dừng lại, Diệp Huyên lại xuất hiện trước mặt một lần nữa, tiếp tục chém xuống một kiếm. Vẫn là nhất kiểm định sinh tử. Chiêu kiếm này mạnh hơn chiêu kiếm khi nãy, chém xuống tựa như muốn đánh vỡ mặt đất nơi này. Phần Tuyệt hít mắt, dầm chân phải xuống đất. Âm! Cả người hắn ta mượn sức mạnh của mặt đất lùi về sau, mà thanh kiếm của Diệp Huyên vẫn chém xuống như cũ. Âm! Cả mặt đất lập tức nứt toác, sức mạnh và kiếm quang to lớn đánh bay Phần Tuyệt. Khi hắn ta rơi xuống đất, Diệp Huyên lập tức xuất hiện trước mặt hắn ta, cầm kiếm bằng hai tay chém về phía hắn ta. Mà đúng lúc này, một bóng người xông về phía Diệp Huyên. Là một học viên khác của học viện Thương Mộc. Thấy cảnh này, người xung quanh đều xôn xao. Không phải đấu tay đôi à? Diệp Huyên quay đầu, một giây sau, hắn đột nhiên thay đổi hướng kiếm, chém về bên phải. Vụt! Học viên mới chạy đến nháy mắt bị chiêu này chém bay, mà vào lúc học viên này bay ra ngoài, Diệp Huyên cũng đã vùng kiếm trong tay. Xuất! Đầu gã ta lập tức bay ra ngoài. Máu tươi bắn ra, cái đầu kia lăn xa mấy trượng. Diệp Huyên vẫy tay phải, kiếm liên tục quay về trong tay hắn, mà Phần Tuyệt trước mặt đã lùi xa mấy chục trượng, trong mắt lộ vẻ nghiêm túc. Không chỉ Phần Tuyệt, mà những học viên khác của học viện Thương Mộc cũng thiết. Rõ ràng thực lực của Diệp Huyên đã hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của bọn họ. Mà Diệp Huyên cũng không dừng tay, hắn chạy về phía đám người Phần Tuyệt ở xa xa cập nhật nhanh nhất trên TGCILA.COM. Người xung quanh sửng sốt. Đây là muốn một mình đánh một đám à? Vẻ mặt Phần Tuyệt trở nên dữ tợn, ta tự lên. Dứt lời, hắn ta chỉ tay lên chỗ mi tâm của mình, một giây sau, một hơi thở lập tức bao phủ trên người hắn tan. Âm! Sức mạnh vô hình xuất hiện. Thông u cảnh. Có người ngạc nhiên thốt lên, chắc chắn hắn ta sử dụng bí pháp nào đó rồi. Phần Tuyệt chậm rãi đi về phía Diệp Huyên. Hơi thở xung quanh hắn ta ngày càng trở nên kinh khủng. Mà lúc này, mọi người đều không nhìn thấy dưới chân Diệp Huyên có một sức mạnh to lớn đang lặng lẽ tập trung. Hai người ngày càng gần nhau, lúc này Phần Tuyệt đấm một cú. Quyền ra, sức mạnh ẩn chứa trong đó tựa như núi lửa phun trào, muốn chặn Diệp Huyên lại.
Mà lúc này, đại địa chi lực đã tập trung từ trong lòng bàn chân lên đến người Diệp Huyên, sau đó, Diệp Huyên chém kiếm xuống. Âm. Sức mạnh phần tuyệt đánh ra lập tức vỡ tan, ngay sau đó, hắn ta lại bay ra ngoài, vừa rơi xuống đất, Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt hắn ta, chém xuống. Diệp Huyên. Đúng lúc này, trong đầu Diệp Huyên vang lên giọng nói của Lê Tư, nếu người giết thắng bé, học viện thương mộc ta sẽ khiến hai huynh muội ngươi không chết tử tế, ngươi. Nhưng Diệp Huyên vẫn chém xuống. Sốt. Cơ thể của phần tuyệt bị đứt đôi từ giữa. Diệp Huyên vẫn không dừng tay mà lại vung kiếm, chớp mắt một cái, thi thể của phần tuyệt đã biến thành vô số mảnh nhỏ, những mảnh nhỏ này hợp lại thành một chữ thương. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn đám học viên của học viện thương mộc ở xa xa, gào lên như dã thú, sao thế, bị liệt cả rồi à? Con mẹ nó, đến đây đánh ta đi. Chương 143, ai bắt nạt muội, huynh sẽ giết chết kẻ đó. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Mọi người đều nhìn Diệp Huyên, ai cũng nhìn ra được kiểm tu trước mắt giết người đến hơi điên cuồng rồi. Nơi này là học viện thương mộc đấy. Lúc này, rất nhiều người quay đầu nhìn về phía học viện thương mộc. Bị học viện thương lan khiêu khích như vậy, học viện thương mộc sẽ đối mặt như thế nào đây? Sắc mặt của mấy người Lê Tu ở phía xa hơi khó coi, đặc biệt là Lê Tu, lúc này, ông ta thật không ngờ Phần Tuyệt sẽ bị Diệp Huyên giết chết. Phần Tuyệt, một trong những yêu nghiệt đứng đầu học viện thương mộc, cứ thế chết ở đây rồi. Đây là học viện được học viện tỉ mỉ bồi dưỡng đấy. Đương nhiên lúc này ông ta thấy khiếp sợ nhiều hơn, vì thực lực của Diệp Huyên lúc này đã mạnh hơn trước đây quá nhiều. Đặc biệt là sức mạnh của một kiếm cuối cùng kia, khiến ông ta hơi biến sắc. Trưởng thành quá nhanh. Lê Tu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt chứa đựng sát khí rõ ràng. Mà lúc này, Diệp Huyên đi đến trước mặt Diệp Liên, hắn giơ kiếm cắt đứt sợi dây trói Diệp Liên kia, cô bé rơi vào lòng hắn. Diệp Liên ôm chặt lấy Diệp Huyên, ca ca. Diệp Huyên kéo cô bé đi tới trước mặt cô gái ngồi xe lăn, hắn ngồi xổm xuống, nói, phiền có trông con bé giúp ta một lát. Cô gái áo đen im lặng một lát rồi gật đầu, cô bé sẽ an toàn. Diệp Huyên xoay người đi tới chỗ đàm học viên của học viện thương mộc ở phía xa, lúc này, Diệp Liên đột nhiên run rẩy nói, ca ca. Diệp Huyên dừng bước, cả đời này của huynh chỉ có một người thân là muội, ai bắt nạt muội, huynh sẽ giết chết kẻ đó. Nói xong, hắn cầm kiếm đi tới chỗ đám học viên, nở nụ cười lạnh lùng, sao hả, học viện thương mộc đều là một lũ nhất gan, không ai lên nữa à? Không phải các người gọi ta đến sao? Bây giờ ông đây đến rồi các ngươi lại bị liệt hả? Ngông cuồng. Một học viên nhảy ra, hắn ta tức giận chỉ vào Diệp Huyên, Diệp Huyên, nơi này là học viện thương mộc, sao có thể để ngươi? Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu. Vút. Một tia kiếm quang lóe lên. Sắc mặt của tên học viên ở phía xa hoàn toàn thay đổi, hắn ta hoàn toàn không dám đỡ chiêu kiếm này của Diệp Huyên, lập tức lùi sau. Mà lúc này, kiếm trong tay Diệp Huyên chợt bay ra. Một giây sau, kiếm liên tú đã bay đến trước mặt hắn ta. Mà đúng lúc này, một lực lượng mạnh mẽ đánh lên trên kiếm liên tú của Diệp Huyên. Âm! Kiếm liên tú của hắn bị đánh bay. Mọi người đều nhìn về phía Lê Tu cách đó không xa, vì người ra tay chính là Lê Tu. Thấy Lê Tu ra tay, vẻ mặt của mấy người đang quan sát lập tức trở nên kỳ lạ. Diệp Huyên nắm chặt lấy kiếm liên tú. Hắn ngẩng đầu nhìn Lê Tu đang định lên tiếng, đúng lúc này, Diệp Huyên gần giọng nói, bớt nói nhảm đi, bây giờ ông đây chỉ muốn giết người thôi. Dứt lời, hắn đột nhiên giẫm chân xuống đất, bay lên đỉnh đầu của Lê Tu. Chém xuống một kiếm nhất kiểm định sinh tử. Chiêu kiếm này vừa xuất hiện, xung quanh đã vang lên tiếng không khí nổ tung. Thấy Diệp Huyên ra tay với Lê Tu, người xung quanh đều ngơ ngác. Diệp Huyên này giết người đến mức phát điên rồi sao? Đây là Lê Tu, phó viện trưởng của học viện thương mộc. Còn là cao thủ thông u cảnh đỉnh cao đó. Lúc này, vẻ mặt Lê Tu cũng trở nên dữ tợn, ông ta giơ tay phải ra, sau đó vỗ một cái lên trên, một sức mạnh khủng khiếp phát ra từ trong lòng bàn tay của ông ta. Âm. Diệp Huyên và kiếm bị chấn động lùi về sau, mà Lê Tu cũng bị đẩy lui khoảng một trượng. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người xung quanh cũng thay đổi. Diệp Huyên này có thể đánh lùi Lê Tu. Mà bản thân Lê Tu cũng tỏ vẻ kinh hãi, ông ta không ngờ chiêu kiếm đó của Diệp Huyên lại mạnh đến thế, có thể vượt hai cảnh giới đẩy lùi ông ta.
Ông ta là cao thủ thông u cảnh đỉnh cao đấy. Quá yêu nghiệt. Lê Tu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt chứa đựng sát khí không hề che giấu. Nếu yêu nghiệt thế này trở nên mạnh hơn, chắc chắn sẽ trở thành cường địch của Học viện Thương Mộc. Nghĩ vậy, Lê Tu lại muốn ra tay lần nữa, mà đúng lúc này, cô gái áo đen ngồi xe lăn ở bên kia chợt nói, sao thế, Học viện Thương Mộc thật sự không còn ai nữa, muốn ỷ lớn hiếp nhỏ à? Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi. Lúc nhìn về phía Học viện Thương Mộc, vẻ mặt của những người này đều rất lạ, thái độ xem thường rất rõ ràng. Diệp Huyên đến đấu tay đôi, mà Học viện Thương Mộc này lại phải một phó viện trưởng ra nghênh chiến, đây rõ ràng là ỷ lớn hiếp nhỏ mà. Lê Tu quay đầu nhìn về phía cô gái áo đen, ngươi là người phương nào? Cô gái lắc đầu, người bình thường thôi. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn Thương Sơn, hôm nay ở đây có ít nhất chục nghìn người, chẳng lẽ phó viện trưởng Lê không cần danh tiếng nghìn năm của Học viện Thương Mộc nữa sao? Lê Tu híp hai mắt lại, vẻ mặt hơi khó coi. Danh tiếng? Đương nhiên Học viện Thương Mộc phải để ý danh tiếng rồi, nếu ông ta ra tay, chắc chắn chuyện này sẽ nhanh chóng truyền khắp cả Khương Quốc, thậm chí còn truyền đến những nước khác. Lúc đó, Học viện Thương Mộc sẽ khiến người trong thiên hạ chê cười. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên chĩa trường kiếm trong tay về phía học viên của Học viện Thương Mộc, cười khẩy, sao hả, cả Học viện Thương Mộc không có kẻ nào to gan à? Đến đây đánh nhau đi. Nghe vậy, sắc mặt mấy học viên kia lập tức trở nên khó coi. Học viện Thương Mộc đã từng bị sỉ nhục như vậy bao giờ đâu. Một học viên lập tức xông về phía Diệp Huyên, nhưng gã còn chưa đến nơi cách Diệp Huyên một trượng đã bị thanh kiếm bay đến chém bay đầu. Phụt! Máu tươi bắn ra. Một chiêu kiếm nháy mắt đánh bại. Diệp Huyên không dừng tay, lại tiếp tục vung kiếm, chẳng mấy chốc, thi thể của học viên kia bị chém thành một chữ mộc rất lớn. Chương 144, không còn ai nữa à? Thu kiếm về. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn những học viên còn lại, gần giọng hỏi, không có ai nữa à? Tới đi, tới nữa đi. Nói xong, hắn cầm kiếm liên tủ máu chảy đầm địa chĩa thẳng vào đám học viên. Tất cả học viên của Học viện Thương Mộc nghe đây, ông đây tên Diệp Huyên, hôm nay, ông đây nói thẳng câu này, không phải các ngươi đánh chết ta thì chính là ta đánh chết các ngươi. Mọi người xung quanh, sắc mặt những học viên của Học viện Thương Mộc thì cực kỳ khó coi. Khinh người quá đáng. Đây cũng không phải là khinh người quá đáng, đây là muốn vả mặt Học viện Thương Mộc trước người trong thiên hạ mà. Lúc này, lại có một học viên của Học viện Thương Mộc xông ra ngoài, thấy cảnh này, Lê Tu vội nói, đừng kích động, con. Phập. Cơ thể của học viên vừa mới lao ra bị một chiêu kiếm chém đứt làm đôi, máu tươi bắn đầy đất. Thi thể của học viên này bị Diệp Huyên ghép thành một chữ học. Thấy cảnh này, sắc mặt Lê Tu rất là khó coi. Đây là đang sỉ nhục Học viện Thương Mộc. Lúc này, ngày càng có nhiều học viên đi xuống từ trên Thương Sơn, kể cả một vài học viên vốn dĩ đang bế quan cũng thế, chẳng mấy chốc, dưới đường nhỏ Thương Sơn đã tập trung hơn cả trăm học viên Thương Mộc. Khi thấy ba chữ dưới đất, một vài học viên trong đó lập tức nổi giận. Chỉ chốc lát, một học viên lại muốn tấn công Diệp Huyên. Diệp Huyên dậm chân phải, nhào người về phía trước, cùng lúc đó, thanh kiếm trong tay hắn cũng đâm tới. Trên mũi kiếm có ánh sáng lạnh chớp lóe. Phập. Chiêu kiếm này đâm xuyên qua giữa lông mày của học viên kia. Mà thanh trường kiếm trong tay học viên đó cũng đâm tới bụng Diệp Huyên, nhưng lại không thể đâm thủng ra hắn. Diệp Huyên bổ kiếm một cái. Phụt. Đầu của học viên kia lập tức rơi xuống, máu tươi phun ra như suối. Diệp Huyên cầm kiếm vung nhanh, dưới đất xuất hiện bốn chữ lớn Học viện Thương Mộc, máu chảy đầm đìa. Thấy cảnh này, vẻ mặt của một vài học viên trở nên dữ tợn, cũng muốn đánh Diệp Huyên. Mà lúc này, Lê Tu ở bên cạnh đột nhiên ngăn cản tất cả học viên, tức giận quát, không có lệnh của ta, không ai được tự tiện hành động. Lúc này, đương nhiên ông ta đã nhìn ra thực lực của Diệp Huyên, những học viên bình thường của Học viện Thương Mộc hoàn toàn không thể chống lại hắn, tiếp tục xông lên sẽ chỉ là tự tìm đường chết thôi. Một ông lão xuất hiện. Người đến chính là phó viện trưởng Khô Mạc của Học viện Thương Mộc. Chính là người bảo Diệp Huyên là đồ vô dụng mà Học viện Thương Mộc không cần kia. Mà lúc này, Diệp Huyên lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ông ta, đồng thời giết chết Phần Tuyệt, học viên yêu nghiệt nhất của Học viện Thương Mộc. Giết một cách nhẹ nhàng. Khô Mạc lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, sau đó lại quay đầu nhìn về phía đám người vậy xem cách đó không xa, hôm nay học viện ta có việc riêng, những người không liên quan mau chóng rời đi. Nghe vậy,
Mọi người bàn tán xôn xao. Đây là muốn đuổi người. Đúng lúc này, một đám cao thủ của Học viện Thương Mộc xuất hiện trước mặt đám người vây xem, có người không vui nói, sao, Học viện Thương Mộc là sợ à? Hay là... Các đó không xa, Khô Mạc vung tay lên. Oành! Nam tử vừa nói chuyện kia bị một cơn gió mạnh đánh vỡ tan người. Thấy cảnh này, sắc mặt những người vây xem lập tức thay đổi, sau đó, vô số người bỏ chạy về phía sau. Lúc này, bọn họ mới nhận ra trước mặt mình là Học viện Thương Mộc. Một trong hai thế lực mạnh nhất Khương Quốc. Dù là Hoàng thất Khương Quốc ở trước Học viện Thương Mộc này cũng phải cúi đầu. Không mất bao lâu, đám người vây xem đã chạy đi hết. Nhưng cô gái áo đen ngồi xe lăn và ông lão sau lưng nàng ta vẫn không rút lui. Khô Mạc nhìn cô gái, chẳng lẽ người có chỗ dựa, cho lão phu xem. Cô gái cười khẽ, Học viện Thương Mộc làm việc như vậy, ta dám nói gì đây? Nói xong, nàng ta kéo tay Diệp Liên, chúng ta đi. Diệp Liên lắc đầu. Đi với nàng ta. Diệp Huyên cất lời, ngoan, lát nữa huynh sẽ trở lại tìm muội. Diệp Liên nhìn Diệp Huyên, nước mắt rơi xuống, huynh lừa muội. Diệp Huyên nói nhỏ, trước giờ huynh có lừa muội bao giờ chưa, ngoan, đi với tỷ tỷ, đợi lát nữa huynh sẽ về. Diệp Liên lau nước mắt trên mặt, nhưng muội muốn ở lại với huynh. Người Diệp Huyên hơi run lên, hắn nhẹ giọng nói, muội ở đây huynh không thể đánh nhau được, ngoan, về với tỷ tỷ đi, huynh sẽ trở về ngay. Nói được làm được. Diệp Liên nhìn Diệp Huyên một lúc lâu, sau đó, nước mặt cô bé không ngừng rơi xuống, mà đúng lúc này, cô gái áo đen đột nhiên đụng vào gáy của Diệp Liên, cô bé lập tức ngã vào lòng nàng ta. Cô gái áo đen nhìn Diệp Huyên, bảo trọng. Nói xong, nàng ta và ông lão mang theo Diệp Liên xoay người đi. Nơi này chỉ còn lại Diệp Huyên. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Khô Mạc cách đó không xa, nhưng ông ta đột nhiên biến mất. Oành! Diệp Huyên không chút dấu hiệu bị đánh bay mười mấy trượng, cuối cùng ngã xuống đất. Hắn ngồi dậy, phun ra mấy ngụm máu. Khô Mạc chậm rãi đi về phía hắn, không phải người đánh nhau giỏi lắm sao? Đến đánh với ta đi. Nói xong, ông ta lại biến mất một lần nữa. Xung quanh chỉ có tiếng gió thổi, không thấy bóng người. Ầm! Diệp Huyên mới đứng dậy lại bay đi mấy chục trượng. Khô Mạc đang muốn tiếp tục ra tay, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Chương 145, ông không phải thần hợp cảnh. Khô Mạc dừng lại. Người đứng chắn trước Diệp Huyên không phải ai khác ngoài viện trưởng Học viện Thương Lan Lão Kỳ. Khô Mạc nhếch mép nhìn Lão Kỳ đầy chế nhạo, nhưng chưa kịp mở miệng thì lão đã biến mất. Quỳnh! Những người còn lại há hốc mồm chứng kiến phó viện trưởng Học viện Thương Mộc, một cường giả thần hợp cảnh, bị một lực lượng thần bí đánh văng ra xa trăm trước. Khô Mạc lồm cồm bò dậy, hãi hùng lắp bắp ông. Sao ông có thể? Ông ta là cường giả thần hợp cảnh đứng số 1, số 2 Khương Quốc này, vậy mà lại không tiếp được nổi một chiêu trong chớp mắt ấy. Lão Kỳ đưa chân về phía trước, tuy chỉ là một bước chân trông rất đối bình thường nhưng thoát cái đã xuất hiện trước mặt Khô Mạc. Đi trăm thước trong vòng một bước. Xúc địa thành thốn. Khô Mạc khiếp sợ thốt lên, ông không phải thần hợp cảnh. Quỳnh. Nhưng chưa kịp nói hết đã bị đánh bay đi lần nữa. Lão Kỳ ung dung nhấc hồ lô bên hông lên uống một ngụm rượu rồi tung một quyền vào không trung. Duỳnh. Toàn bộ không gian khẽ chấn động. Trên không trung, Khô Mạc hốt hoảng biến sắc, một luồng sức mạnh cuồn cuộn trực trào ra khỏi cơ thể ông ta. Nhưng chỉ vừa xuất hiện đã lập tức tan thành mây khói. Chỉ trong chớp mắt, một lỗ thủng xuất hiện giữa ngực Khô Mạc, cơ thể ông ta nên vào từng tầng đá cứng trên vách núi gần đó. Học viên Thương Mộc đều đã đứng như trời trồng. Khô Mạc nằm rũ rượi trên mặt đất, đôi mắt vẫn nhìn Lão Kỳ chòng chọc, ông giấu sâu thật. Lão Kỳ không buồn ghé mắt nhìn người sắp chết kia mà quay sang Diệp Huyên. Đúng lúc ấy, Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch xuất hiện bên cạnh hắn. Nhìn thấy tình trạng của bạn mình thì hết hồn. Trên người Diệp Huyên chi chít những vết rạn li ti, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe môi, hiển nhiên không chỉ bị ngoại thương mà còn cả nội thương. Mạc Vân Khởi nổi giận đùng đùng, chỉ vào mặt Khô Mạc tiên sư bố lão chó già này. Học viên đang tỉ thí với nhau mà ông dám ỷ lớn hiếp nhỏ. Đệt cụ nó, bọn Thương Mộc chúng bây có còn mặt mũi nào không? Bạch Trạch gật đầu phụ họa, vô liêm sỉ. Lão Kỳ bỗng lên tiếng, đưa hẳn đi. Đi. Diệp Huyên chậm rãi đứng dậy nhìn lão, đi cái gì mà đi. Không đi.
Hắn nhấc kiếm lên chỉ vào đám học viên Thương Mộc, gần dòng gầm lên, viện trưởng Kỷ, học viện Thương Lan chúng ta ít người nhưng tuyệt đối không được đớn hèn. Hôm nay phải đánh đến cùng, giết một đứa hòa vốn, giết hai đứa kiếm lời. Mạc Vân Khởi đứng bên gật đầu cái rụp, nói với lão Kỷ, lần này là bọn nó gây sự trước. Đã trắng trợn bắt người của Thương Lan mà còn ỷ lớn hiếp nhỏ, chúng ta mà rút lui chẳng phải là hạng nhất cái ư. Không, phải đánh, lớn để phần ông, bọn ta xử đám nhái này. Bạch Trạch cũng chậm rãi siết tay lại, đánh. Kỷ viện trưởng liếc nhìn bọn họ, ba đứa các ngươi thật sự muốn đánh. Mạc Vân Khởi chưa kịp mở miệng thì Diệp Huyên đã xách kiếm vọt vào giữa đám học viên Thương Mộc. Mạc Vân Khởi ngớ người, lắp bắp, vãi thật. Nói đánh là đánh thật à. Sau đó hắn ta và Bạch Trạch cũng xông vào. Ngoài họ ra, Kỳ An Chi cũng không nao núng mà tham chiến, tạo thành thế trận bốn người Thương Lan đối đầu với một đám Thương Mộc. Thấy cả bốn đã hùng hổ lao tới, lão Kỳ thoảng trầm ngâm rồi nói với nhóm Lê Tu cách đó không xa, kẻ nào trên lăng không cảnh dám xuất thủ, kẻ đó chết. Sắc mặt Lê Tu xa sầm, vội thì thầm với lão già kế bên, báo cho viện trưởng chưa. Lão già gật đầu, viện trưởng đang trên đường đến, cùng lắm là nửa khắc nữa. Lê Tu nghe vậy thì thoảng an tâm mà gật đầu. Tình hình hiện giờ, chỉ có viện trưởng mới đối phó được với lão già họ Kỳ này. Một khi kiềm chế được lão ta, bọn Diệp Huyền chỉ còn một con đường chết. Suy nghĩ này khiến khóe mỗi ông ta nhếch lên thành nụ cười dữ tợn, tất cả cùng lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.